Thế thì ở đây thì tôi cũng chia sẻ một câu chuyện như này. Thực ra thì ở khi mà chúng ta nhìn ở trong cái VSM ấy, nó có một cái gọi là current state và future state. Đúng là tiếng Anh của trong cái gọi là value stream ấy, thì nó gọi là current state và future state, tức là gì? Tức là khi mà chúng ta thực hiện cái việc mà phân tích chuỗi giá trị thì chúng ta sẽ chuyển từ một state, là chúng ta hiểu hiểu theo tiếng Anh nó là một cái trạng thái, một cái hoàn cảnh hiện tại sang đến một cánh tương lai, và chúng ta muốn nó trở thành làm sao tốt. Thế thì ở đây nó có một cái rất là quan trọng như này. Ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn thì tất cả chúng ta đều thay đổi hết, và những cái gì mà thay đổi một cách tự nhiên thì thông thường là nó ở cái giai đoạn thoái trào, nó gọi là tệ hơn. Một cái cây để nguyên thì nó sẽ làm sao, nó sẽ từ từ nó già đi. Một cái cây mai nó không uốn thì nó sẽ mọc không có thẳng thớm, nó không có mọc thành thế. Thì một đứa trẻ mà không được rèn giũa thì sẽ từ từ sẽ trở thành là một đứa trẻ hư. Một người nhân viên ở trong công ty mà chúng ta không rèn giũa thì chúng ta cũng không ổn. Hay là các cụ có nói là dạy dạy vợ từ thuở bơ vơ về nhà. Thế mà đây thì chắc là tất cả anh em ở đây chúng ta đều bị vợ dạy, chứ còn chúng ta đừng có hy vọng là dạy vợ, có đúng không ạ? Đấy, thấy mà anh Thắng cười, cô Huệ cười. Đấy, tức là vấn đề thế. Tức là thứ là gì? Ở đây nó nói lên một cái bản chất là gì? Là tất cả chúng ta, tất cả những cái sự vật của chúng ta đều biến động hàng ngày. Phật có nói rằng là chúng ta không thể tắm ở trên dòng sông, trên cùng dòng sông một lần. Tất cả những cái đấy nó đều là một cái hiện trạng, nó đều thay đổi. Và nói chung là một cái bất hạnh là nếu mà chúng ta để tự nhiên mà như là tôi vừa nói đấy thì nó sẽ không, nó sẽ không tốt. Một nhà máy, một dây chuyền, một máy móc chúng ta cứ để đấy mà chúng ta không chăm sóc nó thì từ từ chắc chắn là nó tệ đi, chứ nó không thể nào là nó tốt lên được. Thế thì tôi mới đưa cái đầu tiên của cái câu chuyện trên của management, đó là chúng ta hàng ngày chúng ta đang trở nên tồi đi và chúng ta phải quản trị sự thay đổi. Ở đây tức là chúng ta phải quản trị sự thay đổi một cách tích cực để làm sao để chúng ta có thể có được duy trì và phát triển được sức mạnh của bản thân. Cái này thì nếu mà tất cả các anh chị ở đây theo dõi về cái triết lý của quản lý của người Nhật thì người Nhật luôn luôn nói rằng là gì, là có thể là cái thân xác của chúng ta già cỗi nhưng cái đầu óc của chúng ta nó là thanh niên. Thì đấy chính là một quá trình họ làm sao họ đang quản trị bản thân chính họ. Và tất cả chúng ta ở đây về bản chất của các công việc đó là gì, đó là chúng ta quản trị một sự thay đổi thôi. Và ở đây thì tôi có chọn một cái hình, đó là thấy một cái con người và nó có cái luồng sáng từ bên trong ra. Thì cái này thì tôi sẽ nói một lát nữa là về tại sao tôi lại chọn cái hình này, mà tại sao tôi lại là chiếu từ bên trong ra mà nó không phải là cái chiếu từ bên ngoài. Đấy là cái điều mà chúng ta sẽ bàn luận một lát nữa. Thế thì ở đây thì tôi hay là bây giờ các bạn đừng sốc. Ông chủ tịch quá cố của Samsung nói rằng là hãy thay đổi tất cả trừ vợ. Thế nhưng mà tôi thì đang khi mà tôi soạn cái này tôi có trao đổi anh Thắng bảo cái này nguy hiểm lắm, đưa lên này căng. Thế mình mới thêm một cái dòng nữa là chỉ có giá trị ở trong lớp học. Thế cái này các bạn mà mang ra ngoài mà nó có vấn đề gì thì cũng đừng có gọi cho anh Thắng hay gọi cho tôi để bắt bồi thường, căng lắm. Tức là nếu mà tôi tư duy đây này, nếu mà anh mà thay đổi được vợ rồi thì anh có thể thay đổi được mọi thứ. Đấy thì nó có một cái việc vui là có một anh luôn luôn có hình vợ ở trên điện thoại. Thế thì mọi người rất là thắc mắc, thì anh bảo là thực sự ra là cái này là một gọi là một con ác quỷ mà mình cứ chung sống được với nó thì có khó khăn nào mình không dám vượt qua. Đấy, anh ấy nói thế, nói vui thế thôi. Đấy, và đấy thì chia sẻ. Tức là gì? Tức là chúng ta thấy rằng là cái sự thay đổi nó rất là quan trọng. Và trong cuộc sống của chúng ta, cái việc mà thay đổi của chúng ta đó là cái việc chúng ta cần phải làm hàng ngày, hàng giờ. Thế thì ở đây thì tôi sẽ ở trong cái phần bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 phần. Cái phần 1 thì tôi sẽ nói một số về những kiến thức về về sự thay đổi. Phần 2 thì tôi sẽ nói về cái sự thay đổi của chúng ta ở trong nhà máy, tức là trong một bối cảnh nhà máy. Thực sự ra khi mà chúng ta thay đổi ở trong một nhà máy mà bao gồm những người công nhân có trình độ văn hóa không được cao, ở đây những cái ví dụ như là trong những cái phân xưởng, ví dụ như là phân xưởng đóng gói chẳng hạn, thì có thể có các chị, các anh có thể là văn hóa chỉ lớp 5, lớp 6 thôi. Thì thay những người đấy thì nó vừa khó, nó vừa dễ, và nó có những cái đặc trưng rất là khác biệt so với cái việc mà chúng ta quản trị cái sự thay đổi ở trong một công ty, ví dụ như công ty của IT, của anh Thắng vừa nói, hay là người trong công ty của FPT, của software, thì cái sự thay đổi nó giống nhau nhưng mà do cái môi trường, do cái hoàn cảnh, do con người nó sẽ đòi hỏi những cái kỹ năng của chúng ta sẽ rất khác. Thế thì ở đây thì tôi đưa một cái hình ở phần 1, nó có 3 cái hình thôi, tức là who won trên. Who won trên là gì? Tức là chúng ta là những cái người sẽ thừa hưởng được những cái giá trị của sự thay đổi. Ai cũng giơ tay hết. Nhưng mà đến cái thứ hai nữa là
khu văn thu trên, tức là ai là người mà coi như là sẽ thực thi những cái sự thay đổi đấy thì chẳng ai cả, và cuối cùng là ai là cái người sẽ dẫn dắt sự thay đổi thì cũng chẳng có ai, chạy hết. Thế tức là à, thế thì là như vậy, chúng ta thấy là gì, là nói chung là về con người chúng ta thì chúng ta rất là muốn thay đổi, chúng ta rất là có muốn giá trị thay đổi, nhưng chúng ta rất là ngại, chúng ta rất không muốn là đứng ra để thay đổi. Thế thì đây thì nó có một cái câu, có một vấn đề đầu tiên, đó là tại sao chúng ta lại không muốn thay đổi. Thì cái này á, thì tôi cũng là bỏ tiền đi học 10.000 đô học về câu chuyện về NLP, Neuro Linguistic Programmer, tức là đây rất nhiều lớp NLP. Thì trước khi đi học NLP ấy, thì mình nghĩ rằng ấy, là người ta không thay đổi là bởi vì là người ta xấu, bởi vì là người ta không tốt, bởi vì người ta không tích cực. Nhưng sau khi mà tôi đi học về cái NLP đấy thì tôi nghĩ rằng là nó rất là tuyệt vời, bởi vì sao? Nó nói lên được là gì? Thực sự ra cái bản chất của chúng ta không muốn thay đổi đó là chúng ta là do thói quen. Chúng ta đã sống ở một ngày, chúng ta đã làm một ngày, chúng ta đã thực thi một câu chuyện đấy thì nó đã ăn sâu vào trong chúng ta rất nhiều rồi, và đấy là thói quen. Và cái việc mà các bạn thấy nhân viên của mình không thay đổi không có nghĩa rằng là họ xấu, mà thực sự ra là bản thân họ cũng đang phải đấu tranh với chính họ, bản thân cũng phải đấu, họ đang đấu tranh với cái thói quen của họ. Ở đây thì tôi kể một câu chuyện như này. Năm 2005 thì bắt đầu có những cái cửa hàng convenience store nó vào Việt Nam. Thế thì nó có cửa hàng đầu tiên nó vào, thì tôi đi ra khỏi cái ngõ của nhà tôi thì tôi rẽ tay phải. Thế 3 năm liền tôi cứ rẽ tay phải để tôi đến cái cửa hàng đấy để tôi mua. Thế sau đó rồi đến năm thứ tư thì nó có một cái nhãn hàng khác thì nó ở bên tay trái. Đấy, tôi chia sẻ với anh chị là có hơn 10 lần tôi muốn đến cái cửa hàng mới, nhưng tôi lại đi theo thói quen đến cửa hàng cũ, và khi đến cửa hàng cũ đấy thì tôi lại mất công tôi quay lại. Phải 10 lần như thế thì tôi mới bắt đầu tôi mới có một cái hình thành một thói quen mới để đi đến một cái cửa hàng mới. Ở đấy tức là tôi muốn nói với các anh chị rằng là gì, là khi mà chúng ta tiếp cận về cái câu chuyện quản trị thay đổi, chúng ta đừng nghĩ là người nhân viên của chúng ta là xấu, mà thực sự ra đó là thói quen. Và để vượt qua được thói quen đấy nó cần rất nhiều những cái sự tác động cái bên, chứ không thì chúng ta lại nghĩ rằng à, họ có khi họ 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 lười, họ xấu các thứ. Thì tôi nghĩ là nó không phải. Tiếp đến nữa, cái câu chuyện là sự sợ hãi. Bởi vì trong bản thân cái chữ mà gọi là thay đổi nó đã bao gồm những cái gọi là rủi ro rồi. Nó bao gồm những cái mà chúng ta không biết, tức là chúng ta sống quen ở trong vùng gọi là cái khái niệm là vùng an toàn. Đấy, tức là khi mà chúng ta ở vùng an toàn thì chúng ta người ta bảo chúng ta đi ra khỏi vùng an toàn thôi, thì thực sự ra là mà là chúng ta đã rất ngại rồi. Đấy, tức là chúng mà chúng ta đã cảm thấy rằng là có những cái rủi ro, chúng ta cảm thấy rằng là có vấn đề gì có thể xảy ra các thứ vân vân. Ở đây á, mà tôi muốn nói với các anh chị là ví dụ như là chúng ta sợ ngay cả cái câu chuyện, một cái câu chuyện là chúng ta ngay tiêm vaccine đi, ở ngay tại Mỹ cũng rất nhiều người cũng cũng không muốn tiêm vaccine, bởi vì họ nghĩ rằng là vaccine đấy có thể là do một âm mưu đấy, họ có những cái thuyết âm mưu là thuyết vaccine có thể do một thế lực ở đấy cài cắm trong vaccine có những cái gì có thể thay đổi sức khỏe. Đấy là cái câu chuyện sự sợ hãi, mà đấy là chúng ta thấy rằng ở một quốc gia nó rất là tân tiến mà nó cũng còn như thế. Tiếp đến một cái thứ ba nữa là một cái như này, bản thân chúng ta không muốn trở thành khác biệt. Đấy, cái việc mà chúng ta ví dụ như trong đàn cừu, nó tự nhiên tất cả các con màu trắng thì có một con màu đen thôi thì cũng chưa biết là đen tốt, nhưng mà rõ ràng là con khác mà các con màu trắng sẽ thấy làm sao, sẽ thấy khác biệt. Thành thử ra ở trong tập thể của chúng ta, ở trong nhà máy của chúng ta, khi mà chúng ta đưa 5 mét vào thì cái việc mà một cô lao công cô ấy từ chối, cô ấy lau dọn cái máy của cô đấy, thực sự ra không phải là cô ấy xấu, mà cô ấy không muốn khác biệt với cả những người bạn khác. Cô không muốn là bị là trong cái bữa ăn trưa là sẽ bị các cô bảo là mày là cái thằng đi nịnh xếp trên, mà mày là cái thằng có như là sống không thật, mày xếp la bảo cái gì mày làm cái đấy, thì cô ấy sợ cái đấy. Chứ còn thực ra trong bản chất cô ấy, cô không phải là cô ấy không muốn làm. Đấy là những vấn đề mà để chúng ta tại mà tại vì chúng là chúng mà chúng ta chỉ có thành công nếu như chúng ta hiểu được về cái bản chất của nó. Tiếp đến cái thứ tư đó chính là câu chuyện ngại học. Đấy, nói chung giả cả rồi muốn thay đổi các thứ để anh Thắng vào, chả biết có đúng hay không, anh Thắng anh Quân vào thấy một ông gầy một ông béo ông nói một hồi thì mình lại phải đi lớp học học xong rồi phải lại phải thay đổi, chứ mình đang làm ngon này tự nhiên ông bảo mình lại phải cập nhật rồi rồi phải hiện trạng hiện trường hiện vật linh tinh ở lên chẳng hiểu thế nào, cũng chẳng biết sao mà thấy. Nói chung là phải đi học là mệt rồi đấy, tức là nói chung ngại học. Và cuối cùng là cái thứ sáu mới là câu chuyện, là thứ năm nó mới câu chuyện là bảo vệ cái quyền lợi. Tức là chúng ta có những cái thành phần thực sự là chống đối cái sự thay đổi một cách quyết liệt, bởi vì họ có những quyền lợi ở trong đấy. Thì đấy là tôi nghĩ là nó là phần thứ năm. Và tiếp đến một số 6 đó, có một số người ta bảo đơn giản tôi là tôi không thích, tôi cũng chẳng biết sao, nhưng đơn giản là tôi cảm thấy cái đấy là tôi không ổn, tôi thấy nó thế nào đấy. Thì đấy là những cái gọi là những cái thói quen
những cái điểm mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó là cái lực đẩy của cái sự thay đổi. Thế thì ở đây thì chúng ta mới thấy tiếp một cái câu chuyện như này. Tại sao chúng ta lại thay đổi? Tại vì chúng ta thấy rằng có rất nhiều người là chống phá lại sự thay đổi, nhưng tại sao không thay đổi? Thì tôi nghĩ rằng là cái điều đầu tiên của sự thay đổi đó chính là nó là sự trả giá. Tức là chúng ta đã có những cái trả giá rất lớn rồi. Đấy, chúng ta có những cái mất mát mà chúng ta có những nỗi đau. Và chúng ta có nỗi đau mà chúng ta đã coi như là phải 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 thiệt hại về nó. Thì tức là ở đây các cụ nói là thấy quan tài mới đổ lệ. Tức là chúng ta phải thấy thiệt hại thì chúng ta mới sợ. Đấy thì tại sao chúng ta thấy rằng là nếu mà tiếp cận theo cái này, đó là cái câu chuyện mà gọi là an toàn trên giao thông, thì tại sao được trên đường có một cái số rất là to để rõ là gì? Là trên đường này năm 2021 đã có 5 người chết, đi tiếp nữa đến 2021 trong đường này nó có 10 người chết. Cái đấy nó thì đó là cái sự sợ hãi. Đó là thấy cái sự trả giá, rồi có những cái hình ảnh. Ở đây thì tôi có một hôm có một thời gian tôi dạy cho một cái chương trình mà MBA của các anh chị về điện. Thế xong đó rồi thì tình cờ thì mình cũng hay tò mò, mình mới thấy một bạn đang soạn bài có cái hình rất là kinh dị, tức là hình bị điện giật, cháy đen lên có thứ soạn. Thế mình hỏi, thế em ạ, thế tại sao em chọn hình? Nó bảo, anh ạ, thực ra các cái bạn mà công nhân điện nó lì lắm, chiếu thế này rồi mà nó còn không sợ. Thành ra là em phải tìm những cái hình mà coi như là cực kỳ kinh hoàng để em chiếu cho các bạn ấy, nó mới sợ, chứ còn bình thường là không có FP. Đấy, tức là hình thấy nó có nhiều hình ác lắm. Hình mình nhìn mình thấy cũng còn mà coi như là ghê rợn luôn. Thì đấy là các bạn ấy bảo là em phải tìm hiểu như thế để em làm sao để em truyền thông, tức là chúng ta gọi là nỗi đau. Tiếp đến mà một cái thứ hai nữa, đó là cái câu chuyện bị bắt buộc thay đổi. Và rõ ràng ở đây là chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang lắng nghe học tập, đây chính là cái câu chuyện chúng ta bị bắt buộc thôi. Đấy, tức là chúng ta đáng nhẽ là, nếu mà bây giờ tôi nói thật là bây giờ nếu như mà ngày hôm nay mà không bị Covid thì chắc giờ này anh Tuấn Anh chắc đang lông bông ở đâu đấy, đang uống cà phê, uống bia rượu có thứ, chứ đâu có thời gian ngồi đây nói chuyện với các anh chị về trên nào. Nhưng mà bản chất của chúng ta bị buộc thay đổi. Thì cái này thì chúng ta cũng thấy là một trong những cái này, đó chính là cái một câu chuyện của Samsung. Đấy, ví dụ như là tất cả các nhân viên của Samsung khi vào thì phải bắt buộc qua một cái tuần, tôi nhớ không lầm thì như là nó hai tuần hay là 21 ngày đấy. Thực sự ra là cái lý do của 2 tuần với 21 ngày là nó có lý do. Bởi vì là người ta nói rằng là gì? Là một cái thói quen nó chỉ duy trì được nếu như chúng ta có 21 ngày. Thành ra là cái việc là tại sao Samsung lại phải 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 đưa các cái công nhân mới, đưa các cái nhân viên mới chịu cho một cái thời gian dài như thế. Bởi vì họ muốn install cái gọi là tâm thế, cái cách làm việc, cách tư duy để cho nó không thể thay đổi được. Chứ nếu mà chúng ta dạy trong vòng vài ngày thôi thì nó rất là dễ có thể là thay đổi và nó có thể dễ bị mất đi. Tiếp đến nữa là có xin lỗi tí Huệ ơi, mà em đã ghi rồi mà có đúng không? Dạ vâng ạ. Ok, anh cảm ơn. Nhiều khi lại quên mất không nhá. Ở đấy, thế thì nó tiếp đến cái thứ ba nữa, đó là gì? Đó là nhận thức từ bản thân. Tức là nó một cái nó giống như là cái câu chuyện ở trên số 1, nhưng mà cái này là những người chúng ta gọi là giác ngộ. Tức là có thể nhờ Phật pháp hay là điểm hóa hay là chỉ hóa gì đấy, rồi ngộ ra là chúng ta phải làm như thế và bắt đầu thấy một cái con đường sáng. Đấy, ví dụ như đây cũng có một số bạn hôm trước là trao đổi là đi học Lean của lớp anh Thắng đấy, cái chạy Lean đấy, đến bảo wow, ngộ ra đây là con đường sáng rồi, thì tôi phải đi theo. Tôi thấy cái này rất là tuyệt vời. Đấy là cái trường hợp thứ hai. Và một cái thứ ba nữa, đó là câu chuyện là tác động từ bên ngoài. Đấy, cái việc mà chúng ta đang ngồi học ngày hôm nay đó cũng là một câu chuyện là chúng ta tác động vào bên ngoài, chúng ta tác động một cái tốt. Tức là còn cái câu chuyện số 2 là chúng ta bắt buộc, là đâu nó mà nó đâu đó là nó mang cái tính chất gọi là sức mạnh, nó mang cái tính chất gọi là cưỡng chế để chúng ta buộc. Thế còn cái câu chuyện ở số 4 ở dưới đó là gì? Là chúng ta trao đổi, chúng ta coach, chúng ta mentoring. Thực ra ở đây nó có, hôm sau nếu mà được phép thì tôi sẽ chia sẻ các anh chị về câu chuyện về coaching và cái câu chuyện về mentoring. Cái này là cũng là những cái vấn đề nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta tư vấn ấy, cái hôm trước một cái ý mà của anh Thắng nói ấy, là tư vấn của chúng ta không phải xuống cái hiện trường để chúng ta giải quyết vấn đề của họ. Mà cái chúng ta là rõ là chúng ta kích hoạt, chúng ta tác động, chúng ta làm sao để cho những người quản lý cấp trung ở trong công ty thực hiện theo cái phương pháp của chúng ta và tự họ tìm ra được cách giải quyết vấn đề. Ở đây nó rất là quan trọng như này. Tại sao cái trên coaching mentoring? Nếu mà anh Thắng hay tôi đi xuống dưới doanh nghiệp bảo rằng là các bạn phải làm theo cái A, cái B, cái C thì các bạn đấy chắc chắn cũng làm. Nhưng ở trong bụng các bạn ấy sẽ nghi ngờ. Bởi vì cái này là của anh Thắng nói, cái này của anh Tuấn Anh nói, chứ còn tao nghĩ là nó không có làm được đâu. Đấy, tức là, nhưng mà thôi thì ông ấy bảo thì tao phải làm. Tức là họ làm. Nhưng mà nếu như mình hướng dẫn cho họ, tự họ tìm ra phương pháp thì họ sẽ rất là ồ, cái này là tao nghĩ ra.
và tao chắc chắn là tao cái là thành công, bởi vì là tao đang làm ở cái chuyện này thì tao sẽ làm được, bởi vì anh Thắng đã chỉ tao phương pháp và tao dùng cái phương pháp gọi là A3 để tao nghĩ ra vấn đề mà tao làm được. Tức là nó có cái sự mạnh mẽ về cái sự tin tưởng hơn. Thì đấy là cái câu chuyện là chúng ta nói là từ cái tác động của bên ngoài. Thế thì ở đây thì nó sẽ có hai cái phương thức để chúng ta tiếp cận về quản lý về sự thay đổi. Đó là một, đó là inside out. Chúng ta gọi là sự gọi là chuyển hóa từ bên trong. Đấy, cái hình mà lúc nãy tôi chiếu cho các anh chị đấy là cái hình mà có cái hình người mà có cái ánh sáng nó chiếu ra. Đấy, tức là chúng ta nói, chúng ta nói một cách ngầm hiểu là gì? Là cái này nó là một cái inside out, nó là cái động lực từ bên trong, tự nguyện của chúng ta. Đấy, mà chúng ta thấy được rằng là cái đấy nó là cái đúng đắn mà chúng ta theo. Và nó có một cái thứ hai là nó gọi là outside in, tức là chúng ta dùng cái lực đẩy, chúng ta dùng cái tác động từ bên ngoài. Thì thông thường outside in sẽ mang kết quả nhanh, nhưng nó không bền, tại vì chúng ta dùng ngoài chúng ta đẩy vào. Nhưng mà còn khi mà inside out thì nó sẽ rất là chậm, tại vì cái quá trình để mọi người hiểu, mọi người nhận thức, mọi người chuyển đổi thì nó sẽ rất là lâu. Nhưng mà bù lại khi mà xong một cái thì làm sao nó sẽ còn lại mãi mãi, bởi vì là người ta đã thay đổi từ tận bên trong. Thì thế thì bây giờ đối với cả một doanh nghiệp của chúng ta thì cái gì đúng và cái gì sai, cái gì nên làm, thì theo tôi nghĩ rằng là nó sẽ cả hai. Nhưng cái quan trọng là trong cái bối cảnh này thì chúng ta nên bắt đầu cái nào. Ở đây là không phải nói là cái nào đúng cái nào sai nhé. Nhưng cái quan trọng ở trên thực tế mà quyết định cái quá trình thạch trên management của chúng ta có thay đổi hay không, đó là chúng ta chọn đúng được cái điểm bắt đầu. Thực ra ở trong này cái quá trình mà quản trị thay đổi, tôi chia sẻ với các anh chị theo kinh nghiệm và cái quan sát của tôi ấy, cái việc mà chúng ta chọn cái điểm bắt đầu, thời điểm bắt đầu, làm ở đâu, làm với ai cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bởi vì là nếu mà chúng ta chọn sai thì nó sẽ làm sao, cái khả năng sai của nó sẽ rất cao. Thành thử ra là cái việc ở đây nó không phải quan trọng là chúng ta là inside out hay chúng ta là outside in, mà chúng ta sẽ chọn cái nào để làm đầu tiên trong cái bối cảnh của chúng ta. Thế thì ở đây thì nó có một cái rất là thú vị. Đó là cái cậu Simon của người Israel, cậu có ba cái gọi là cấp độ của cái việc mà chúng ta thay đổi, đó là why, how và what. Why đó là cái động lực ở bên trong. Why là trả lời câu hỏi là tại sao mà tôi phải làm. How là tôi trả lời là tôi sẽ làm thế nào, và what. Thế thì khi mà các bạn nhìn vào trong ba cấp độ này thì các bạn sẽ thấy rằng là quản trị thay đổi thực sự ra nó xảy ra ở ba cấp độ. Và cấp độ dễ nhất là cấp độ what, rất là dễ. Ngày mai ra một cái lệnh tất cả mọi người phải cầm chổi để quét cái máy, để lau cái máy. What, rất nhanh. Nhưng mà nó sẽ không bền, bởi vì cái người đấy bảo ủa, tại sao phải lau cái máy? Cái máy này là của ông chủ mà. Thế thì tôi đến tự nhiên tôi lau cái máy là tôi phục vụ cho ông chủ, và có vẻ như là ông chủ là được gì sao? Là được lợi. Còn tôi chả được lợi gì cả. Tự nhiên tôi đây tôi mất thời gian tôi lau. Bình thường đáng nhẽ 8 giờ sáng mới có mặt công ty, nhưng giờ 8 giờ kém 15 là phải tới rồi. Mình lại phải ngủ dậy sớm 15 phút. Đến rồi không có thời gian uống cà phê, phép cái thứ trước thì có cà phê rồi chẳng có uống cà phê được. Chả thấy gì why. Tiếp đến là how. Thế ông ấy bảo là mình quét thì quét thế nào, rồi cái máy này mình quét rồi đến buổi tối cái thằng ca tối nó bừa ra thì mình lại quét nó à. Đấy, tức là câu chuyện how. Tức là như vậy là các anh chị thấy rằng là gì, cái quá trình của chúng ta thay đổi thực sự ra thay đổi, nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì nó sẽ ở ba cấp độ. Và khi mà chúng ta nhìn như thế thì cái inside out, cái mà bên trong ấy, là nó sẽ bắt đầu từ chữ why. Cái inside out là nó tập trung cho cái why tại sao, và còn cái outside in thì nó sẽ là đi từ cái what. Đấy, thành thử ra là nếu như mà chúng ta có những cái chương trình cải tiến lớn thì nó phải bắt nguồn từ why, mà chúng ta chỉ dùng cái what thì nó sẽ thua. Hoặc ngược lại là có những cái chương trình mà chúng ta chỉ dùng what mà chúng ta lại why thì nó lại quá chậm chạp, nó không phù hợp, chúng ta dùng dao mổ trâu. Thì cái này là cái mà để cho chia sẻ cho các anh chị để chúng ta nắm được là tại sao lúc nào chúng ta dùng cái inside out, lúc nào chúng ta dùng cái outside in. Ví dụ như là tôi thấy rằng là gì, nếu mà đối với cả các mà chương trình Samsung ấy, thì những nhà máy nào mà tiếp cận gọi là tình cờ người doanh chủ họ đi theo cái why ấy, thì họ sau chương trình họ sẽ thành công rất nhiều. Và cái quan trọng nữa là sau khi họ tiếp cận được cái inside out đấy, có một cái buổi hôm trước là có một anh có nói chuyện là anh ấy đi học xong rồi thứ bảy chủ nhật anh ấy về anh dạy lại cho nhân viên đấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái trường hợp đấy là đúng là anh đấy là tiếp cận theo cái inside out. Hôm đấy là như là chúng ta nói ở trong cái lớp của IC14 thôi, chứ chúng ta không nói ra ngoài, đúng không ạ?
đấy thì cũng hôm đấy cũng chia sẻ, tức là hôm đấy ở trong lớp của IC 14 thì có một anh đến nói chuyện, anh cũng học ở IC, anh nói rằng là tôi đi học lớp của Samsung, thế xong đó rồi thì tôi đi học từ thứ hai đến thứ bảy, xong đến chủ nhật tôi về tôi dạy lại. Thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta nhìn đấy, chúng ta thấy là rõ ràng là anh ấy là inside out. Và cái câu chuyện mà thay đổi của anh đấy hôm đấy anh thắng thì mình nhớ lại thì có phải anh ấy cũng là gọi là ngộ đấy. Anh bảo là rõ ràng là đấy, anh đấy có một ông anh, hai anh em cãi nhau rất nhiều. Thế mà ông ấy bảo ngộ, à như vậy mình không thể nào mình làm cái doanh nghiệp của mình nó như thế được, mình phải thay đổi, mình phải biến đổi và cái doanh nghiệp của mình phải tiến lên thì mình phải đi học 3 tháng. Tất cả những cái ví dụ đấy chúng ta nhìn lại thì rõ ràng là anh ấy là một cái người gọi là ngộ ra, và anh ấy gọi là thay đổi từ bên trong, và cái sự thay đổi nó rất là bền vững. Đấy là cái câu chuyện chia sẻ đối với cả các anh chị. Thì ở đây thì khi đi tiếp thì tôi muốn nói những câu chuyện này, cái này thì tôi không kiểm tra xem nó có fake news hay không, mà tôi nghĩ rằng như đâu đó nó cũng là fake news. Nhưng mà thôi thì mình cứ dùng. Tức là cái này tôi thấy nhiều người đưa rồi. Tức là Einstein nói rằng là gì, nếu như chúng ta làm một cái điều mà cứ làm đi làm lại mà chúng ta kỳ vọng có những kết quả đột phá thì chúng ta là những người bị thần kinh. Thì cái điều ấy cũng giống thôi. Ở đây thì tôi hay nói chuyện, ví dụ như chúng ta vào trong nhà máy thì rõ ràng là cái dây chuyền của chúng ta năm 2021 so với cái dây chuyền của năm 2020 của nó sẽ cũ hơn, nó khấu hao rồi, nhưng mà chúng ta lại kỳ vọng là nó chạy ngon hơn, kỳ vọng nó chạy năng suất tốt hơn, nó ra được sản lượng đều hơn các thứ, thì rõ ràng này đấy là một cái gọi là không tưởng. Đấy, rồi cái việc ở đây mà tại sao ở đây tôi cũng chia sẻ ở đây là khi chúng ta nói nhiều khi vào trong nhà máy, cái việc mà chúng ta đầu tư cho các cái bộ phận là maintenance đấy, về người rồi lên kế hoạch bảo trì, dự phòng các thứ vân vân, thì mọi doanh chủ rất là thắc mắc là tại sao tôi lại phải đầu tư cho bộ phận bảo trì nhưng mà mọi người không nhìn thấy rằng là gì, của cái máy của anh, cái xe máy của anh chạy hàng tháng cũng phải có người đi bảo trì. Bây giờ một cái tài sản của anh lớn như thế, một dây chuyền máy móc như thế mà tại sao anh không có được một cái đội bảo trì tử tế? Tức là chúng ta nếu mà chúng ta nhìn về theo cái gọi là góc độ về quản trị xe đổi thì cái việc mà sinh ra đội bảo trì, cái việc đầu tư cho bảo trì là một câu chuyện đương nhiên. Bởi vì là cái đội bảo trì đấy chính là một cái quá trình gọi là quản trị sự thay đổi của cái máy móc của chúng ta để đảm bảo cho cái máy móc của chúng ta nó có hoạt động tốt, lúc nào nó ở trong một cái trạng thái sẵn sàng và có thể tạo ra được cái giá trị tốt nhất cho mình. Tức là nếu mà chúng ta nhìn đấy thì nó rất là biện chứng. Đấy, tức là ở đây tôi muốn nói là cái việc đấy, tôi rất là thắc mắc cái việc ở đây trong một nhà máy thực sự ra thì nó chỉ có hai cái để tạo nên giá trị, một là máy móc và hai là con người, mà nó chỉ có hai cái câu chuyện đấy thôi. Thế mà bây giờ cả chúng ta nhìn vào trong cái nhà máy, chúng ta nhìn một cách hết sức thực tế đi, với cả hai cái lực lượng gọi là công cụ lao động mạnh mẽ như thế mà chúng ta không có duy trì, chúng ta không duy tu, chúng ta không bồi bổ cho họ thì làm sao chúng ta có thể kỳ vọng là chúng ta có được những cái kết quả nó bền vững và có được cái lợi nhuận nó dài hạn một cách gọi là vững vàng. Đấy là tất cả những cái điều, tức là nếu mà chúng ta nhìn vào quá trình quản trị xe đổi, chúng ta thấy cái việc mà chúng ta phải có những nguồn lực, phải có những hoạt động, đấy là câu chuyện đương nhiên, chẳng có cái gì mà nó phải gọi là nó gọi là khác biệt cả, và cái mà chúng ta không làm thì mới là vấn đề. Thế thì ở đây thì tôi cũng đưa ra một số những cái chung, tức là để gọi là làm thế nào để chúng ta có thể gọi là thắng được cái sự thay đổi, bởi vì là ở trong sự thay đổi cái sự gọi là cản trở nó kinh lắm. Đấy, tôi hình dung các bạn thấy một con voi, đấy cái con voi đấy cũng chính là chúng ta thôi, chúng ta phải làm sao vượt qua. Thì đó là cái thứ nhất, đó là tôi nghĩ rằng là có tầm nhìn là cái quan trọng. Đấy là chúng ta không thể nào chấp nhận được một cái nhà máy. Ở đây ấy, thì tôi cũng chia sẻ với cả các bạn, khi mà tôi đi xuống dưới nhà máy với cả chuyên gia Hàn Quốc, thực sự ra thì mình nhiều khi mình đi mình cũng thấy các doanh nghiệp của mình nó cũng hơi ngắn, và nhiều khi mình cũng hơi buồn, bởi vì là nói hẳn luôn là người ta đến, ví dụ như là mình mà mình cứ nghĩ rằng là nhà máy của mình là cái nhà của mình đi, thế thì trong một cái nhà mà bây giờ bầy bừa ra rác rưởi các thứ như vậy mà người ta đến, người ta đến như thế mà người ta nói mình dọn, người ta giúp mình dọn mà mình còn phản đối thì rất là không ổn. Đấy, tức là và tại sao mà khi mà tôi đi với cả chuyên gia Samsung trong đoàn, ông ấy nói một câu chuyện tôi nghĩ là sao rất đúng, ông bảo là như này, thực ra bây giờ tất cả những cái câu chuyện cải tiến nó là vô ích nếu như các anh chị không làm 5S, nếu anh chị không làm Kaizen, nếu anh chị không giữ sạch sẽ, nếu anh chị không làm Pro 3M thì các anh chị đừng nói gì đến câu chuyện cải tiến cả. Điều ấy là đúng. Chúng ta không thể nào trong một cái nhà của chúng ta mà nó có thể có những kết quả tốt đẹp và cái nhà đấy nó bừa bộn. Tất nhiên thì tôi nghĩ nó cũng có, nhưng mà thực sự ra thì nó ít thôi. Tức là có thể là thiên tài mà chúng ta không phải thiên tài. Đấy thì tức là cái câu chuyện đó là cái tầm nhìn và cái sự gọi là chúng ta trưởng thành lên. Rồi tiếp đến nữa là chúng ta phải làm mẫu. Đấy tức là cái câu chuyện trên nó là mẫu rất là quan trọng. Ở đây tôi kể một câu chuyện rất thú vị này. Cái câu chuyện này thì nó liên quan đến cái phần là công nghệ thông tin. Cách đây mấy năm tôi ra Hà Nội thì tôi gặp một anh, một cậu em, cậu làm nhân sự, cậu kể cà phê với nhau. Tôi cậu bảo anh ạ, có cái chuyện này thú vị lắm anh. Bảo sao mày kể?
Mà là bọn em á, thì là trong bọn em có hai cái chị lao công, chị đấy già rồi và chị ấy là người trong trong nhà nước, thành thử ra là chị ấy đối chị làm lao công, tức là giống như là chị không phải lao công mà chị ấy là chị phục vụ, mà chị gọi là giống như là đại, gọi là giống như là sếp của mọi người, tức là ai mà nhờ chị ấy chị mắng biết các thứ. Mà em thì nói bao nhiêu lần chị không thay đổi, nói mấy năm không chị thay đổi. Thế nhưng mà sao biết không, năm nay bọn em cho chị ấy đi Singapore đi chơi theo kiểu giống như là 10 năm thì có tiêu chuẩn đi Singapore, về một cái hai chị thay đổi hẳn. Em rất ngạc nhiên, thế em mới hỏi hai chị đấy, hai chị bảo là thật sự ra nói với cả khi khi nói với em là khi bọn chị đi sang Singapore và chị thấy người ta phục vụ mình, chị cảm thấy xấu hổ. Bởi vì tất cả những cái đấy, tất cả những cái gì mà em nói với chị thì nó quay lại và chị thấy rõ ràng là chị rất không ổn trong cái hành xử của chị trong bao nhiêu năm ở tại công ty. Tức là người ta đi, người ta thấy một cái mô hình như thế, thấy những người làm công tác phục vụ có những cái dịch vụ khách hàng tuyệt vời và hai chị thay đổi hẳn. Tức là như vậy là gì, tức là cái việc mà chúng ta gọi là làm mẫu đấy, thì rất là muốn ở trong này, trong các bạn mà làm ở trong IC, cái việc mà thay đổi của chị thay đổi là chúng ta phải đi gặp đi đi sang tham quan, để chúng ta đi sang tham quan thì chúng ta mới biết rằng cái nhà của mình nó dơ như thế nào. Tại vì chúng ta sống ở trong một cái môi trường dơ, nhiều khi chúng ta thấy đấy là nó tự nhiên nó là sạch luôn. Thế mà nếu mà chúng ta đi sang bên kia, chúng ta thấy hoài cả một cái gọi là một cái sự khác biệt, nó cả một cái sự thay đổi, mà chúng ta quay trở lại cái ngôi nhà của mình, chúng ta bảo rằng ủa thế tại sao chúng ta vẫn có thể sống ở đây, tôi hơi nói dùng từ mạnh gọi là shit hole, tức là sống ở trong một cái lỗ xịt như này mà chúng ta có thể chấp nhận được, thì chúng ta phải thay đổi thôi. Thành ra là cái việc mà chúng ta gọi là gì, là chúng ta làm mẫu nó rất là quan trọng. Tiếp đến một cái thứ ba nữa, đó chính là câu chuyện về đào tạo. Đào tạo rất quan trọng, đào tạo để cho mọi người hiểu, rồi đào tạo mọi người nắm được những cái nguyên nhân, nắm được cái thúc đẩy. Tiếp đến là câu chuyện động viên, sau đó chúng ta có những câu chuyện về thành công nhỏ, và đây đặc biệt là có câu chuyện là khen thưởng. Đây thì cái ý này là tôi luôn nói với anh Quân luôn luôn nói rằng là gì, lãnh đạo thì chỉ có một việc là biết làm sao để chi tiền thôi, chi đúng và chi hợp thời, chi hợp lý là ổn. Đấy, tức là phải có khen thưởng. Và đến một cái thứ ba nữa, cái thứ bảy, cái thứ tám á, tôi cái này là chính là cái mà tôi muốn thêm cho các anh chị, đó chính là cái việc chúng ta phải tha thứ và chấp nhận lỗi. Trong sự thay đổi chắc chắn sẽ có những cái sự trả giá. Và nếu như chúng ta bắt họ phải trả giá, bắt họ phải chịu những cái kết quả. Ví dụ như bây giờ cái câu chuyện mà chúng ta làm 5S thì chắc chắn là chúng ta phải dừng chuyên. Chắc chắn phải dừng chuyên. Thì đấy cũng là một cái sự trả giá. Thế mà chúng ta không thể nào chúng ta nói rằng là gì, là chúng ta có một cái dây chuyền, ví dụ như bây giờ một cái dây chuyền máy móc như thế nó rất là dơ thì chúng ta làm pồ ba em, chúng ta phải lau dọn nó, chúng ta đánh thẻ nó, thì chúng ta phải có thời thời mà thời gian mà để chúng ta xử lý. Đấy. Tại sao mà ở đây nó có một câu nói của Tổng thống Mỹ, ông ấy nói rằng thì nếu mà chúng ta có 8 tiếng thì tôi sẽ để dành ra là 5 tiếng, 6 tiếng để mài rìu và có 2 tiếng chặt cây. Thì tại sao chúng ta dừng máy lại 1 2 ngày để chúng ta làm cho cả một cái nhà máy nó trở nên sạch sẽ đàng hoàng, nó đâu có mất nhiều gì đâu. Cái việc mà chúng ta để 365 ngày dơ bẩn nó còn tạo ra những cái thiệt hại còn lớn hơn gấp nhiều lần cho cái việc mà chúng ta dừng máy 1 2 ngày. Tức là chúng ta nhìn cái miếng mất tức những nhỏ mà chúng ta không thấy được cái mất rất là to. Đấy là những câu chuyện mà chúng ta phải chấp nhận lỗi. Cái thứ tám đó là chúng ta phải chấp nhận thời gian. Đấy, cái sự thay đổi nó không bao giờ nó có thể tới nhanh được, nó phải có thời gian đấy. Nhưng mà quay trở lại cái lúc nãy mà tôi nói với các anh chị, đó là cái việc mà chúng ta phải nói rằng là gì, là nó mà cái đấy nó là một cái thói quen, nó là một cái sợ hãi ở bên trong, ngầm ở bên trong, mà bản thân người nhân viên của họ của chúng ta cũng không nhận thức được cái sự sợ hãi đấy, cái thói quen đấy. Thành ra chúng ta phải chấp nhận thời gian, và cuối cùng là chúng ta phải tạo nên được một cái môi trường và có một cái đồng đội. Ở đây thì một lát nữa tôi sẽ nói một khái niệm nó gọi là trên agent. Trên agent là một khái niệm rất quan trọng ở trong cái gọi là sự thay đổi, mà các doanh nghiệp của chúng ta khi mà thực hiện trên, chúng ta không tạo nên đầy đủ các cái lực lượng trên agent, thành thử ra là nó bị thất bại. Thế thì ở đây thì tôi chia sẻ một mô hình. Ở đây thì các bạn có thể có trên 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 website và trên tài liệu nó rất là nhiều các cái mô hình về quản trị thay đổi. Thế nhưng mà một trong những cái mô hình mà nổi tiếng nhất ở trên thế giới đó là cái mô hình của Kotler, trường Harvard. Nó nói rằng là chúng ta khi mà chúng ta thực hiện một cái sự thay đổi, chúng ta phải có 8 giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên nó chúng ta tạo nên một cái sức ép, tạo nên một cái sự khẩn thiết, thì có thể tạo nên sức ép bằng cái sự gọi là đe dọa, tức là chúng ta gọi là đuổi người chẳng hạn, hay là phạt, hoặc là có thể có đấy là tốt, có thể là xấu. Thế còn có thể chúng ta tạo nên cái urgency bằng cách gọi là giáo dục, đào tạo nhận thức cho đi tham quan, tạo nên một sự thay đổi. Tiếp đến là chúng ta phải tạo nên được một gọi là một, một 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 tập thể, một hội, một cái ban thay đổi đủ mạnh để coi như là làm sao để thực hiện được cái câu chuyện của mình. Thành ra ở đây mà nó có câu chuyện là gì, ở trong các nhà máy của chúng ta
chúng ta nói rằng là thay đổi đi, nhưng mà sau khi nói một lùng thì thấy cuối cùng là chỉ còn mỗi ông CEO bơ vơ ở trên, chẳng có ai xung quanh ông cả, thua. Tức là khi mà ông không có được cái gọi là powerful, cái nhóm rất là mạnh để có thể chung. Tiếp đến nữa thì sau đó rồi chúng ta phải có một cái vision để về trên. Thì thực sự ra đây là cái vision ở trên, thì tôi lại rất là hay, khi mà nói đến câu này thì tôi lại rất là hay nói cái câu chuyện của Tổng thống Mỹ là Obama đấy. Ông ấy bảo đã mất công dream thì dream big đi. Tại vì nó như này, anh mà anh tư duy là anh muốn làm 100 thì nó xuống 10 là vừa. Thế còn nếu mà anh đặt nó là 10 thì tự nhiên nó mọi người không có hứng, mọi người không cảm nhận được, có khi nó còn số 1. Thế nên ở đây là cái câu chuyện là cái vision for change nó rất là quan trọng. Ở đây và tôi nói một câu chuyện này rất là thú vị. Tôi hay đi xe Grab thì tôi hay nói chuyện với cả cái người xe Grab, bởi vì thực ra mình cũng là dạng nhiều chuyện, mình nói suốt cả ngày. Thành ra là mình nói, nhưng mà hôm đấy nói chuyện với một bạn. Bạn ấy chạy Grab ở ngoài Hà Nội, hôm đấy tôi đi ra Hà Nội tôi công tác, thế xong bạn nói chuyện với bạn ấy bảo là em đang đăng ký học lớp thiết kế về website, chuyển về làm IT. Thế mình hỏi là thế mày kiếm tiền à? Chú muốn kiếm tiền à? Không, em không muốn kiếm tiền, nhưng em có 2 đứa con gái. Em thì là lấy vợ sớm, thành ra là con gái của em 3 năm nữa là lấy chồng. Em không muốn cái lúc mà em đứng lên trên hai họ và người ta nói rằng em làm nghề chạy xe Grab, mà em muốn họ nói rằng là gì, là em là một kỹ sư thiết kế về website. Bởi vì em muốn tạo nên một cái vision, một cái tầm nhìn đại khái như thế cho con gái em, cho cháu em. Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện đấy tuyệt vời. Tức là một bạn ấy là bảo là tôi em đi học thiết kế website, thực sự ra em không phải em muốn tiền, mà em muốn là em không muốn lúc em đến ở trên cái đám cưới là người ta gọi em là thằng chạy xe Grab. Bạn ấy suy nghĩ rất sâu sắc. Tức là chúng ta tạo nên cái vision, chúng ta phải nói một cái lý do, và cái này chính là nó là một cái câu chuyện why. Why đấy, cái lý do tại sao chúng ta lại thay đổi. Chúng ta có thể nói với cả tất cả các bạn ở trong nhà máy. Các bạn ạ, rất cảm ơn các bạn. Nhà máy của chúng ta là một nhà máy kiếm tiền rất nhiều. Thế nhưng mà nếu như bạn đưa người yêu bạn, bạn đưa bố mẹ bạn, bạn đưa anh chị bạn tới nhà máy, thì nhìn nhà máy này người ta sẽ bảo cái nhà máy này là một cái bãi rác. Họ không cần biết là nhà máy của các bạn kiếm được nhiều tiền hay không, nhưng các bạn có muốn tất cả mọi người khi vào trong nhà máy của chúng ta gọi nhà máy của chúng ta là một bãi rác hay không? Đấy chính là cái câu chuyện là gì, chúng ta kích hoạt cái gọi là sự tự trọng, chúng ta kích hoạt cái năng lượng ở trong mỗi con người. Và chúng ta hãy biến cái vấn đề của chúng ta ở đây, nó có một cái nghệ thuật là như này. Khi ở trong thay đổi, chúng ta phải làm sao chúng ta biến được cái vấn đề của mình trở thành vấn đề của họ. Còn nếu mà chúng ta để cái vấn đề của mình vẫn là mãi là vấn đề của mình thì họ sẽ không bao giờ thay đổi. Thế mà khi mà chúng ta nói rằng là gì, các anh chị hãy làm đi để mọi người nhìn thấy cái chỗ của anh chị là một nhà máy sạch sẽ, là chúng ta đang biến cái vấn đề 5M của chúng ta trở thành vấn đề của họ, chứ không còn là vấn đề của mình nữa. Đấy là một cái gọi là một cái nghệ thuật để chúng ta làm sao để chúng ta thúc đẩy họ. Tiếp đến là chúng ta đưa đến một câu chuyện là truyền thông thôi. Đấy, một lát nữa mà tôi sẽ nói về câu chuyện truyền thông. Và tiếp đến là chúng ta phải trao quyền cho họ, rồi chúng ta tạo nên cái gọi là, đây tôi thử dụng cái từ gọi là đột, nó gọi là cái gọi là đột phá khẩu, là những cái như là câu chuyện là trận Điện Biên Phủ hay là trận coi như là trận Buôn Ma Thuột, là chúng ta phải chọn những trận quyết chiến điểm để chúng ta kích hoạt nó lên. Và sau đó rồi thì chúng ta làm sao chúng ta nhân rộng build on chain, và cuối cùng nữa là câu chuyện 8 là make it stick, tức là chúng ta frozen, tức là chúng ta đóng băng nó lại, chúng ta có những cái practice tốt và chúng ta triển khai nó để nó biến thành hệ thống, và để nó ngăn chặn cái việc mà khi mà chúng ta không còn làm quá trình trên nữa thì nó lại quay trở lại cái câu chuyện cũ. Thế thì ở đâu đó thì khi các bạn nhìn thấy như này thì tất cả các cái quá trình mà chúng ta đi xuống tư vấn, tất cả quá trình Lean, quá trình Sigma, bao giờ nó cũng phải có cái quá trình trên management này song song đi với nhau. Và chính là một cái chỗ là tại sao các cái công ty tư vấn lớn của nước ngoài mà nó trả tiền lớn là bao giờ nó cũng có cái phần này tích hợp. Tức là khi mà xuống dưới hiện trường thì sẽ có những chiến binh như là về Lean, về Six Sigma, nhưng đi cạnh những cái chiến binh về Lean, Six Sigma đấy là phải có những cái chuyên gia về quản trị sự thay đổi trên management, kích động các thứ vân vân, là để làm sao để tạo nên là hai cái quá trình đấy nó song song với nhau thì cuối cùng nó mới đảm bảo. Và thực ra là cái quá trình trên này nó phải chạy trước cái quá trình mà cải tiến. Tức là ví dụ như chúng ta nói rằng là tháng 9 để chúng ta triển khai cái quá trình cải tiến, thì đâu đó tháng 6 là chúng ta đã phải kích hoạt cái quá trình trên management thành trước rồi. 3 tháng để chúng ta tạo một cái nền tảng, nền bóng để chúng ta đưa vào. Chứ còn nếu mà chúng ta tiến hành cải tiến sau đó rồi chúng ta mới làm tiếp quá trình trên management thì chúng ta đã là chậm rồi.
Thế thì ở đây thì tôi sẽ nói đến cái phần thứ hai, đó chính là những cái gọi là quản trị sự thay đổi trong một nhà máy của chúng ta như thế nào. Tức là cái phần đầu thì chúng ta nói về những cái lý thuyết, một số cái phần ôn lại. Thế thì phần thứ hai này chúng ta sẽ nói về cái bối cảnh trong một nhà máy, quản trị thay đổi trong một nhà máy. Đấy, rất là rõ. Thì có thể các bạn đây có những bạn nó không phải trong nhà máy thì nó sẽ có những cái phần nó không phù hợp. Thì tôi nghĩ là cũng đương nhiên thôi, vì tôi thiết kế chủ yếu cho nhà máy. Thế thì ở đây thì nó có câu chuyện tôi muốn nói này, tức là chúng ta nói rằng là chắc chắn là thay đổi là đau đớn, nhưng các bạn không nhìn thấy rằng là nếu như không thay đổi cái giá phải trả nó cao hơn gấp nhiều lần. Ở đây thì tôi nói rằng tôi đã gặp anh Hồ Huy, tôi đã nói anh Hồ Huy là phải ABCD mà thôi sếp không làm, bây giờ thôi các bạn thấy là Mai Linh nó cũng xong luôn rồi, tức là Gap bây giờ nó trở thành một hệ sinh thái nó quá mạnh về những câu chuyện các thứ, nó về chuyển đổi số, nó về khách hàng số rất nhiều, tức là chúng ta thấy rằng là họ phải trả giá bởi vì họ không nhìn thấy được cái sự thay đổi. Thế thì ở đây thì tôi thấy và tôi muốn chia sẻ là những cái dấu hiệu thất bại của quá trình thay đổi. Và các bạn nhìn thấy nếu như chúng ta có nhiều những cái dấu hiệu này thì tức là cái quá trình cải tiến của chúng ta nó không ổn. Thì cái này cũng rất là muốn là tí nữa các bạn, anh Thắng nhìn thấy có đúng hay không. Cái quá trình đầu tiên đó là gì? Là cái việc cải tiến của chúng ta nó không nhân rộng ra được. Tức là có thể chúng ta đến chúng ta cải tiến về Lean ở tại một phân xưởng. Thế nhưng mà sau đó rồi chúng ta không thể nào chúng ta đẩy nó sang được cái chỗ khác được. Tức là cái đấy nó chỉ ở đấy thôi, nó không tồn, nó làm đấy ok, nhưng nó không nhân rộng ra, nó không phát triển ra được. Tức là như vậy chúng ta hiểu là quá trình thay đổi chúng ta nó bị hỏng. Tiếp đến nữa nó có rất là cái câu chuyện này, thay đổi một lúc thì quay lại như cũ. Cái này là cái mà 5 mét giống như là gọi là ném đá ao bèo, ném bùm một cái đá xong rất là bào giạt ra, rồi 5-6 tháng về lại thấy rác đẩy ra, không thấy cái gì. Và tiếp đến một cái thứ ba, cái này mới là quan trọng. Cũ và mới tồn tại song song. Ở đây tôi chia sẻ các anh chị quản trị thay đổi, chúng ta hay người Việt Nam chúng ta hay có một câu chuyện chúng ta để hai hệ thống cũ và mới. Nhưng mà thực sự ra khi mà chúng ta nhìn, nếu mà trong một doanh nghiệp hay trong bất kỳ một cái tổ chức nào mà chúng ta để hai hệ thống cũ và mới cạnh nhau thì các bạn là người sử dụng, các bạn sẽ sử dụng hệ thống cũ hay các bạn hãy sử dụng cái hệ thống mới. Tôi nghĩ rằng là các bạn cũng giống như tôi chẳng vì gì tôi phải sử dụng hệ thống mới cả. Tôi sẽ luôn luôn mà tôi sử dụng hệ thống gì? Hệ thống cũ. Thành ra là đây nó có một kinh nghiệm, có một anh trong là cũng là chuyên gia của Dr. SME, anh ấy là chủ của 5 nhà máy, có doanh thu một năm là 3.000 tỷ. Anh ấy bảo là, tôi nói với cả các bạn là khi mà tôi triển khai hệ thống EAP, tôi tuyên rằng ngày 31 tháng 12 là tôi cắt toàn bộ cái hệ thống cũ, không cho dùng. Tức là chúng ta phải có gọi là cái này, gọi là outside. Tức là chúng ta, một trong những cái chúng ta thay đổi, chúng ta vẫn để cái, ví dụ như chúng ta có một cây cầu cũ và cây cầu mới, thì bây giờ chúng ta muốn người ta đi cái cầu mới, chúng ta vẫn để đi cầu cũ, thì chắc chắn người ta sẽ đi cầu cũ. Rồi chúng ta chặt cái cây cầu cũ đi thì chắc chắn mọi người sẽ phải đi cái cầu mới thôi. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là lãnh đạo của mình là có vấn đề. Chúng ta vẫn duy trì hai cái hệ thống nó song song với nhau, rất là căng thẳng. Chúng ta phải rất rõ ràng, có một cái thời điểm gọi là rõ ràng để chúng ta cắt. Tiếp đến nữa là cái câu chuyện là chống đối, tức là nó có những cái thành phần chống đối hoặc là thể hiện rất rõ. Thực ra thì trong quá trình quản trị sự thay đổi của mình thì cái việc mà chống đối thì bao giờ nó cũng có. Thế nhưng mà một cái sự chống đối là ngay trong cuộc họp nói chuyện, câu chuyện nó khác. Đấy, thành ra là các anh chị để ý những cái dấu hiệu, tức là cái sự gọi là chống đối họp rồi cãi nhau có thứ, nói rằng từ ABCD, tức là nó ra mặt luôn, nó hiện tại trước mặt luôn, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta thay đổi ở trong cái công ty đấy là thất bại. Tiếp đến nữa là nó có một cái thứ năm là hồi xưa cái lúc mà chúng ta làm thì có 10 người ủng hộ. Thế sau làm thời gian nhiều ít từ từ nản, càng ngày càng ít đi. Đấy là những cái dấu hiệu, tức là như vậy là các anh chị nhìn ở trong một cái doanh nghiệp sản xuất, nếu mà chúng ta làm chúng ta thấy được những cái dấu hiệu này thì đó là cái quá trình quản trị thay đổi của chúng ta là đang sắp sửa là mà là bị gọi là phá sản đấy. Thế thì ở đây thì tôi muốn chia sẻ một cái tầm nhìn, tức là tại sao quản trị sự thay đổi nó lại quan trọng đối với các cái chương trình cải tiến nó như thế. Thì cái điều thứ nhất ấy, đó là quản trị sự thay đổi, đó là một cái theo một cái thuật ngữ hay là một cái hình tượng, đó là các bạn đang tạo nên một cái đất cho cái cây cải tiến. Tất cả những cái mà chúng ta đang làm, đó là cái câu chuyện cải tiến, nó là những cái cây. Và cái cây đấy thì nó phải trên một nền đất. Chúng ta nhìn vào trong cái quá trình cải tiến ở trong doanh nghiệp, chúng ta muốn họ thay đổi, chúng ta muốn họ sử dụng các hệ thống CRM, chúng ta thì đấy là những cái cây. Thế nhưng mà cái cây đấy chúng ta nhìn lại, chúng ta không có đất. Đất vẫn là đất cũ.
chúng ta không thể nào kỳ vọng là cái cây mới nó mọc ở trên cái đất cũ được. Thành thử ra là cái việc mà gọi là quản trị sự thay đổi đó chính là trước khi chúng ta trồng lúa, chúng ta phải xử lý đất, chúng ta phải bón phân, chúng ta phải tiêu diệt hết các loại vi trùng, vi khuẩn các thứ vân vân để có một cái đất tốt, và bây giờ chúng ta đưa cây vào làm sao nó mọc và nó phát triển rất tốt. Tiếp đến thứ hai nữa là câu chuyện về cái tâm thế, nó là trả lời câu hỏi why đấy, mindset. Và cái mà lớn nhất tôi nghĩ rằng ở trong các nhà máy đó chính là cái việc mà phải chiến đấu được với cái tâm thế là hôm nay lại đến lại làm giàu cho ông chủ. Cái đấy là cái tâm thế nó thật là rất căng. Đấy là cái gọi là cái tư duy rất căng. Mình đến hôm nay là mình làm giàu cho ông chủ. Chứ họ không nghĩ rằng là hôm nay tôi đến đó là tôi, đó là một cái cơ hội để tôi làm và tôi kiếm được lương và tôi khá hơn và tôi trở nên là tốt hơn. Đấy. Ở đây mà tôi muốn nói như này. Người Nhật rất muốn là các lao động của Việt Nam chúng ta. Thế có bao nhiêu bạn đi vào trong các khu công nghiệp có một tư duy là tôi sẽ phải vào trong công ty của Samsung tôi làm. Hay tôi đến cái khu công nghiệp với một cái tâm thế là đây là một cái chỗ mà tôi làm. Tôi công ty nào tôi làm cũng được. Rồi các bạn có cái tư duy rằng là gì, là tôi đến đây tôi học. Tôi làm xong đó rồi tôi học tiếng Nhật để tôi có thể sang bên Nhật tôi trở thành là công nhân gọi là cao. Nếu mà chúng ta có được những cái tâm thế như thế thì chúng ta phải thấy rằng là gì? Chúng ta đi đến một công ty đó chính là một cái nơi để chúng ta có thể phát triển, chúng ta có thể trưởng thành và chúng ta có thể có cơ hội để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thành thử ra là cái mindset mà của một nhà máy mà đến mà tất cả mọi người đều có tư duy rằng là hôm nay đến làm giàu cho ông chủ thì thua. Khó lắm. Cái đấy rất khó để có thể mà gọi là đưa những cái gọi là cải tiến vào, tất cả những cái trở ngại của vấn đề cải tiến, gọi là đến nói cái này em không làm được, cái kia em không làm được các thứ vân vân, thì đa phần nó từ cái câu chuyện là tâm thế là đây tôi làm cho ông chủ. Tiếp đến nữa là khi mà chúng ta làm câu chuyện đấy, chúng ta đã tạo cho họ một cái sức mạnh và họ sẽ vượt qua được những cái thách thức. Tại vì chắc chắn khi chúng ta triển khai những quá trình lean, khi chúng ta triển khai những quá trình 5S các thứ, nó chúng ta gặp vô vàn những cái khó khăn đấy, và những khó khăn, và nếu như chúng ta không quản trị sai để tốt thì họ sẽ thất bại thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta quản trị sai tốt, họ hiểu được cái lý do là tại sao họ làm như thế, tại sao họ cần như thế, thì họ sẽ trở thành là những cái sức mạnh. Và cuối cùng quá trình trên thay đổi đó là quá trình làm sao chúng ta xử lý những cái gọi là án điểm. Tức là ở trong công ty nó cũng có những cái thành phần gọi là chống đối, thì gọi là quản trị sai đổi lúc đấy là chúng ta đứng ở cái góc độ là chúng ta xử lý đấy, là chúng ta thuyết phục, chúng ta cảm hóa họ, chúng ta dân vận. Nhưng mà tất nhiên nếu mà thuyết phục cảm hóa dân vận không được thì chúng ta phải đền bù, chúng ta giải tỏa, tức là chúng ta phải cho họ nghỉ thôi. Thì cái này nó là quay trở lại là cái gì, tức là chúng ta gọi là tiên lễ hậu binh. Đầu là chúng ta tiếp cận theo cái rất là đàng hoàng tử tế, cho họ một cái cơ hội để họ có thể thay đổi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp họ không thay đổi thì chúng ta phải đền bù giải tỏa đấy, tức là những cái thành phần mà gọi là cộm cán mà chống đối. Nhưng mà thực ra cũng lại căng này, nhiều khi thành phần cộm cán nó lại có họ hàng với ông chủ đấy, là cháu chủ hay là cháu vợ căng, thì nhiều trường hợp cháu vợ em vợ đấy, tức là cũng là căng. Cái này cái đấy thì nó lại đi ngoài cái câu chuyện này, cũng là bó tay đấy, là không biết anh Thắng có gặp những trường hợp như này không. Cái đấy thì lại cũng là tôi cũng chịu luôn, nếu trường hợp mà em vợ cháu vợ thì căng lắm đấy. Tiếp đến nữa thì cái thứ năm đó là chúng ta quản trị sẽ đổi, là chúng ta duy trì một cái trạng thái mới đấy, chúng ta giúp cho cái gọi là cái future state, tức là cái trạng thái tương lai ấy, nó không có bị mất đi khi mà chúng ta cài đặt, khi mà chúng ta đã triển khai được, mà chúng ta đã có được ở trong doanh nghiệp. Vậy thì ở đây thì khi mà chúng ta tiếp cận về quản trị thay đổi thì tôi rất thích cái mô hình 7S của McKinsey. Mô hình 7S này có rất lâu rồi. Tôi nghĩ là từ năm 1996 khi tôi học cái chương trình mà MBA tại Thái Lan của trường AAD ấy, thì cái mô hình này đã có rồi. Và bây giờ thì theo thời gian thì giờ chúng ta có nhiều mô hình quách lắm, nhưng mà tôi thì các cũng già rồi, hoài cổ, thì mình thấy mô hình này rất là tuyệt vời. Bởi vì mô hình này nó nói lên một câu chuyện là gì, nó bảo rằng là trong một nhà máy hay trong một cái tổ chức của chúng ta bao giờ nó cũng có 7 cái S. Thì cái S đó là thứ nhất là nó structure. Tiếp theo nó là về system, về hệ thống, style, tức là cái cách thức làm việc, style của Nhật như nào, style của Hàn thế nào, style của Việt Nam thế nào, rồi staff là nhân viên, rồi đến skill, rồi đến strategy, và cuối cùng ở trong này đó là cái câu chuyện về share value. Tức là như vậy là các bạn sẽ thấy rằng thì ở trong cái 7 cái S này ấy, thì nó sẽ chia thành có những cái S cứng và S mềm. Đấy, ví dụ như lúc nãy mà anh Thắng nói yếu tố mềm đấy, thì thực sự ra khi mà chúng ta triển khai các quá trình lean, các cái quá trình Six Sigma là chúng ta thay đổi về structure,
chúng ta thay đổi về system, chúng ta thay đổi về strategy, nhưng mà cái style, cái staff và cái skill này chúng ta có thay đổi theo không? Đấy, rõ ràng là chúng ta nhìn thấy rằng ở đây là chúng ta thấy rằng là rõ ràng ở đây là gì? Là nó có hai cái phần S cứng và S mềm, và tất cả những cái quá trình tư vấn của chúng ta từ chuyển đổi số đến Lean Six Sigma rồi sales ship các thứ thì nó đều chỉ là ba cái S ở trên thôi, còn ba cái S ở dưới này nó không có. Và cái quan trọng là ở trong công ty thì ai phụ trách cái này, nó quay trở lại cái ý ngày hôm trước mà cũng có chia sẻ đó, các là đó là các bạn nhân sự HR. Thành thử ra đây nó có một cái ý mà không biết một lát nữa là lúc phần trao đổi là anh Thắng có để ý không. Tất hầu như tôi đoán là tất cả những công ty nào mà thực hiện Lean với 5S thành công với cả Six Sigma thành công á, là phòng nhân sự rất mạnh. Phòng nhân sự rất tốt và rất hiệu quả và hỗ trợ rất tối đa cho câu chuyện là triển khai những cái hệ thống quản trị. Thành ra là một trong những cái dấu hiệu để xác định là quá trình của tôi là phải kiểm tra ông là ông có đầu tư nhiều cho phòng nhân sự hay không. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ như này. Cách đây 3 năm thì có một buổi nói chuyện và tổng giám đốc của Mekong Capital xuống nói chuyện. Rất hiếm khi mà Chris nói chuyện. Thì Chris hôm đấy chia sẻ là 14 gọi là bí mật để xây dựng những cái doanh nghiệp như là thế giới di động. Và một trong 14 cái đấy đó là gì? Chris nói bất kỳ một công ty nào khi Mekong Capital rót vốn thì việc đầu tiên đó là insert ngay một ông giám đốc nhân sự tuyệt vời vào. Ngay lập tức luôn. Và cái này chắc chắn là anh Thắng đi làm việc với các công ty Nhật thì chắc chắn tôi nghĩ rằng triết lý các công ty Nhật cũng như thế. Tức là người Nhật họ rất coi trọng về vấn đề câu chuyện phát triển nhân sự, và cái phát triển nhân sự của công ty Nhật không chỉ là ông giám đốc nhân sự đâu mà ngay cả ông tổng giám đốc cũng tham gia rất kỹ càng vào câu chuyện là phát triển, chuẩn bị và chuẩn bị nguồn vốn nhân sự như thế nào. Đấy là những cái điều, và đây cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta nói rằng là công ty của chúng ta có thể thực hiện được những cái chương trình chuyển đổi, những câu chuyện chương trình tư vấn có tốt được hay không. Thế thì ở trong cái 7 cái S này ấy, thì một số những cái mà chia sẻ của tụi tôi về là những cái trải nghiệm khi mà chúng ta sử dụng cái 7 cái S này ở trong việc mà chúng ta tư vấn về về quản trị thay đổi. Cái S quan trọng nhất đó chính là share value. Quan trọng nhất. Khi mà chúng ta không có chung một cái value, đấy, ví dụ như cái câu chuyện là nhân viên coi là đi làm là giàu cho ông chủ, thì như vậy là gì? Là giữa ông chủ và nhân viên có những cái value khác nhau. Và chúng ta trong cái chủ đề chúng ta nhìn vào, chúng ta thấy rằng là cái này là áp dụng vào là fail, chắc chắn là thất bại. Đấy, tức là câu chuyện về share value thì nó lại liên quan đến câu chuyện là gì? Trên management nó lại liên quan đến câu chuyện văn hóa. Thành thử ra là có hai cái bộ môn mà tôi nghĩ rằng là sẽ cần phải đào tạo bất kỳ các công ty nào khi mà thực hiện quá trình quản trị quá trình tư vấn tại cấu trúc hay là tư vấn về nâng cao năng suất, đó là quản trị thay đổi và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta không có được hai cái đấy tốt tử tế thì cái việc mà chúng ta đưa tư vấn vào nó sẽ chỉ là lãng phí thôi. Tức là nó giống như là có một cái con dao rất là tốt mà chúng ta không có cái môi trường tốt để con dao P&Q có thể thực hiện để có thể tạo nên được cái giá trị tốt cho doanh nghiệp. Tiếp đến nữa là tất nhiên là chúng ta sẽ phải cần thay đổi 7S. Nhưng mà thông thường trong các cái quá trình mà chúng ta tư vấn thì thông thường chúng ta lại là bắt tay ngay từ cái system. Đáng nhẽ chúng ta phải bắt tay từ cái staff chứ không phải là system. Cái system là cái cuối cùng thì chúng ta lại làm trước. Thành ra là nó làm sao? Là nó sẽ rất là khủng hoảng. Đấy là cái điều mà muốn chia sẻ với các anh chị. Tiếp đến đó là chúng ta cần phải có chiến lược. Đấy, mỗi một cái doanh nghiệp trong 7 cái S này nó đều có những cái khác nhau, đều có những cái sự gọi là tiếng miền Bắc nó gọi là cái sự ý nhị hết. Tức là nó có những cái gọi là phải vào thì mới nhận thức được, thì chúng ta phải có những chiến lược hoàn toàn khác nhau để chúng ta thực hiện cái quá trình thay đổi. Và không có một quá trình thay đổi nào ở một công ty nào nó lại giống công ty nào hết, vì mỗi một công ty nó đều có 7 cái S này rất là khác biệt. Thì đấy là cái nghệ thuật của cái người làm công tác tư vấn cũng như là quản trị sự mà thay đổi. Thế thì ở đây thì tôi chia sẻ là những cái công cụ mà chúng ta cần để chúng ta thực hiện cái sự thay đổi ở trong quá trình tư vấn. Thì điều đầu tiên nó chính là câu chuyện là kích hoạt và tạo năng lượng. Cái này nó quan trọng lắm. Thành ra các anh chị đấy, ở đây các anh chị IC đều nhìn thấy là xuống đấy hô thành công rồi WG. Đấy, nó là kích hoạt và tạo năng lượng đấy. Nó và nó không phải đơn giản đâu. Nó không phải là lý do mà tại sao các cái anh chị tư vấn Samsung đều là những người truyền thông rất hiệu quả, hô hào khát để treo băng rôn, kích hoạt tạo năng lượng, nó tạo nên cái tư duy tích cực tốt để chúng ta từ đấy chúng ta xây dựng quá trình thay đổi. Tiếp đến đó là đào tạo. Đào tạo ở đây thì tôi nghĩ rằng ở đây này, chúng ta đừng tức tiền. Đấy, ở đây chúng ta hay tức tiền. Giống như các anh chị có 500 nhân viên, các anh chị hãy nên chia ra làm những lớp nhỏ. Tại vì thực sự ra quá trình tạo
ở trong cái việc mà quản trị thay đổi nó không phải là cái việc đào tạo, mà chính là quá trình coaching, đó là quá trình mentoring, đó là cái quá trình gọi là thúc đẩy, quá trình trao đổi, quá trình gọi là đồng cảm, thấu cảm với người nhân viên, để cho người nhân viên họ thực sự họ cái tiếng Anh nó gọi là buy-in, thực sự là họ 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 họ, họ gọi là họ ngấm tất cả những cái lý do của cái việc 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 thay đổi, chứ không phải là cái lớp 5 m, không phải là dạy kỹ năng về 5 m. Kỹ năng 5 m, cái 5 m nó đơn giản lắm, tại vì đấy đến đọc cái lớp dạy 5 m là cái người giảng viên sẽ phải truyền cảm hứng, tạo động lực để trả lời cho các bạn đấy, là câu hỏi là tại sao các bạn lại làm 5 m. Thành thử ra là cái lớp học ở trong quản trị thay đổi nó rất khác với cả cái lớp học mà chúng ta gọi là đào tạo về kiến thức không thôi. Lớp học ở trong quản trị thay đổi nó hướng đến câu chuyện là thực thi, thực hành, tạo động lực, truyền cảm hứng rất nhiều. Đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta cần phải để ý. Tiếp đến nữa là câu chuyện truyền thông. Không một quá trình nào tư vấn hay hay là quá trình chúng ta gọi là thực hiện những cái câu chuyện cải tiến mà chúng ta thành công được nếu như chúng ta không có truyền thông. Truyền thông thành công, truyền thông thất bại, truyền thông khó khăn, truyền thông tạo động lực, truyền thông mọi lúc, mọi nơi, nhiều người cùng truyền thông đầu giờ, truyền thông cuối giờ, truyền thông đầu tuần, cuối tuần, giữa tuần, truyền thông qua loa, truyền thông qua email, truyền thông qua bảng biểu, truyền thông qua hành động, truyền thông qua khen thưởng. Tức là cái truyền thông này nó giống như là nó phải là một cái gọi là mặt trận toàn dân. Đấy, cái việc mà chúng ta chống giặc Covid ấy, là có lẽ là nhà nước đang gọi là thực hiện cái công tác truyền thông này nó không ổn. Đấy, chúng ta thấy rằng là ngay cả trong nhà nước là mỗi một ông truyền thông một kiểu. Thế mọi người sẽ thấy là nó rất là rối, thì ở trong công ty cũng thế. Thành ra là truyền thông đây, và có thể là trong cái quá trình các bạn làm tư vấn hay là các thứ, các bạn có thể gọi là nói vui là các bạn phải có một giám đốc truyền thông. Đấy, trưởng ban truyền thông. Và ông này ông ấy sẽ là cái người nhạc trưởng, ông ấy phối hợp, tức là chỉ có mỗi một cái việc là một anh ấy rất là lười, xong rồi tự nhiên anh ấy thay đổi, anh hôm nay làm rất là chăm, thì cái đấy cũng là một cái gọi là cũng là một chiến dịch truyền thông nho nhỏ để coi như là mọi người thấy rằng là gì, là một ông này là một ông rất là tệ, nhưng mà bây giờ ông ấy còn thay đổi, mà tại sao chúng ta không thay đổi? Tức là cái việc một cái người tệ nhất ở trong doanh nghiệp mà họ đã thay đổi thì tại sao mà chúng ta lại không thay đổi? Đấy là những cái giá trị rất quan trọng của truyền thông. Tiếp đến nữa là cái câu chuyện của văn hóa doanh nghiệp. Đấy. Tôi tin chắc rằng là một doanh nghiệp chúng ta sẽ không thể nào tiến hành được quá trình tái cấu trúc hay là nâng cao năng suất các thứ nếu như chúng ta không có một văn hóa lành mạnh. Ở đây các anh chị và các bạn có thể cảm nhận, ví dụ như câu chuyện của Cosmos, khi mà anh Thắng Cosmos nói chuyện, tôi cảm giác đấy là một công ty có một văn hóa hết sức lành mạnh và hết sức là mạnh, và một cái văn hóa là không chấp nhận những người không tốt, một cái văn hóa là nó hỗ trợ được cho những người tốt, những người tử tế, những người làm việc chăm chỉ. Đấy là một cái văn hóa của chúng ta cần. Và cái việc mà chúng ta muốn tư vấn tốt là chúng ta phải xây dựng văn hóa tốt. Và đây một cái thứ năm, đó là gì, chúng ta phải kiến tạo được trên agent. Trên agent tức là chúng ta hiểu là những cái đội gọi là đội task force, đội biệt động. Đấy, ví dụ như là trong một doanh nghiệp thì tôi nói rằng để cái trên agent này thực ra chỉ cần 1% thôi. Tức là ví dụ như các anh chị có 100 người thì có thể là chỉ cần 2-3 người thôi. Ở 2-3% là công ty lớn. Còn nếu công ty 500 người các anh chị cần khoảng 5 người thôi. Thì những người này đó là những người gọi là gì? Trên đầu họ là giống như là có cái chữ trên nó đóng ở trên đầu luôn, đóng ở xung quanh mình, nó đi đến đâu là các bạn hiểu, nó giống như là một cái ví dụ là các bạn là cái doanh nghiệp của các bạn nó giống như một màn đêm, thì những cái trên agent này nó giống như là những cái vì sao, những cái ngôi sao chổi nó sáng rõ trong cái màn đêm gọi là tăm tối như thế, để tất cả mọi người nhìn vào. Và nếu như chúng ta nếu mà chúng ta thực hiện quá trình thay đổi chúng ta mà chúng ta không có được những cái trên agent này, tôi đảm bảo rằng quá trình trên của các bạn sẽ từ từ tắt lụi như là đêm 30 thôi. Đấy, một cái hình tượng là trong công ty chúng ta tối và có những cái ngôi sao nó sáng lên, người những cái động lực làm mẫu. Và tiếp đến một cái thứ sáu, đó là vấn đề cái câu chuyện là tạo đột phá khẩu. Chúng ta phải chọn một trận đánh, và trận đánh đấy nó phải thắng, và thắng không phải thắng mà gọi là bình thường, mà phải thắng một cách mỹ mãn. Chúng ta đừng quan tâm đến câu chuyện là cái đấy nó nhỏ hay là to, nhưng nó phải thẳng, nó phải là một cái hình mẫu, và tôi gọi là cái này nó gọi là đột phá khẩu. Và quá trình trên của chúng ta, cái trận đầu tiên là cái trận cực kỳ quan trọng. Sau khi chúng ta có trên đây dần rồi, chúng ta phải chọn mặt trận để chúng ta quánh, và quánh nó phải thành công gọi là mỹ mãn. Đấy là cái việc của chúng ta. Đấy. Thế dần. Và tiếp đến một cái thứ bảy nữa là chúng ta phải tích cực xử lý các cái thành phần chống phá. Đấy. Thành phần chống phá thì đủ các loại, tức là đủ cách, tức là gọi ra nói chuyện nhỏ, hay là cảnh cáo, hay là tìm cái điểm yếu để coi như là tác động rất nhiều thứ. Ở đây thì tôi chia sẻ là cái này gọi là các bạn có được quyền sử dụng tất cả gọi là các cái mẹo mực, các cái mưu mô,
có thể là tốt hoặc không tốt, không sao hết, để xử lý thành phần chống phá, là chúng ta điểm mặt ra thành phần chống phá và chúng ta phải xử lý các bạn đấy. Tiếp đến đó là chúng ta có cái câu chuyện là giám sát tích hợp thôi, chúng ta là đưa những cái trên, tức là đưa những cái gọi là cái KPI của trên vào trong quá trình chúng ta đánh giá để chúng ta kiểm soát nó. Và sau đó chúng ta có cái gọi là khen thưởng động viên và cái câu thứ 10, tôi rất là thích cái từ mà tôi học được trong các anh chị pin quy là phải tích hợp vào trong các cái hành lang pháp lý. Tức là khi mà nó trở thành những thực hành tốt rồi thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải bỏ nó vào trở thành điều độ, thành những cái điều lệ ở trong doanh nghiệp mà là của chúng ta. Thế thì đây thì sau đấy thì tôi chia sẻ là để thành công được trên đây dần thì chúng ta phải có 3 cái yếu tố. Một là người lãnh đạo cao nhất chắc chắn. Đấy, ông lãnh đạo cao nhất mà không quyết định thay đổi thì bó tay. Tiếp đến là chúng ta phải có HR mạnh, một cái bộ phận nhân sự mạnh. Và cuối cùng chúng ta phải có 1-2 những cái người quản lý cấp cao đồng lòng, là người trưởng phòng, người một cái người giám đốc, tức là người đứng đầu một cái phân xưởng gì đấy chẳng hạn, phải đồng lòng, phải có 3 cái bộ phận như thế. Và tiếp đến nữa thì tôi nghĩ rằng là đối với lãnh đạo sự thay đổi thì nó có 3 cái như này. Đầu tiên á, là mình phải nói được là cái mình nghĩ. Xong thứ hai là mình phải làm đúng theo những cái mà mình nói. Chứ ông lại nói một đằng, ông làm một nẻo thì cũng khó lắm. Và cuối cùng là gì? Là cam kết với cả những cái gì? Những cái mình làm. Mình đã nói thì mình đã nói rồi, mình làm rồi thì mình phải làm bằng được. Đấy, thì đấy là những cái điều mà người lãnh đạo cần phải thực thi để dẫn dắt được cái sự thay đổi ở trong doanh nghiệp và cũng như là trong tổ chức của mình. Ok, thế thì đến đây thì cũng chấm dứt. Rất là cảm ơn các anh chị và chúng ta sẽ sang đến cái phần thứ ba là rất là thú vị, đó là cái quá trình gọi là hỏi đáp, là trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm. Đó, vâng ạ, xin cảm ơn anh Thắng, cũng xin cảm ơn tất cả các bạn là đã lắng nghe tôi. Dạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Vâng, cảm ơn anh Tuấn Anh ạ. Tôi phần một cái phần chia sẻ rất là tổng hợp về mặt khuôn khổ, các cái tôi nghĩ là khuôn khổ các cái khía cạnh của quản lý thay đổi, và trong đấy thì chúng ta cũng nhìn thấy có một số các cái phần nó cũng rất là gần gũi với các cái điều kiện và các bối cảnh trong sản xuất. Và tôi nghĩ rằng là bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta cùng nhau thảo luận kỹ thêm và chúng ta nhìn nó một cách sát hơn. Dạ. Với một là câu chuyện về sản xuất và thứ hai là câu chuyện về cải tiến. Dạ. Tôi nghĩ là có rất nhiều cái khía cạnh nói về từ cái nỗi sợ hãi cho đến các cái phần về cảm nhận rồi cái động lực. Và có vẻ như là anh Vũ hôm nay mà thấy rung rinh từ giữa buổi đến giờ. Dạ. Thì mời anh Vũ, anh có thể chia sẻ một vài điều liên quan đến phần này ạ. Anh bật mic lên này Vũ ạ. Em xin lỗi, để em mở mic ạ. Dạ rồi ạ. Ok rồi. Nói chung là mình hơi nhiều chuyện tí mà do đụng tới nghề nghiệp á, thành ra mình là ý kiến tí. Tức là cái bài của anh Tuấn Anh đó thì nói chung là có vẻ như là nó rất là bao quát, nó học thuật nhiều, nhưng mà mình thấy nó cũng chung chung. Thành ra mình không biết là cuối cùng là cái bài học anh đem tới là cái gì, đúng không? Và cái gì là cái chính yếu quan trọng của cái bài anh muốn chia sẻ? Thực ra thì tôi nghĩ là thông thường mà cái cách tiếp cận của tôi về giảng dạy ấy, là các anh chị có thể delete tất cả các cái slide và các anh chị giữ lại cái slide cuối cùng. Cái slide có 3 cái slide cuối cùng mà tôi chia sẻ, đó là 10 cái bước rất là rõ. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và cái thứ hai nữa là chúng ta phải cần những ai, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải cần lãnh đạo, thứ hai chúng ta phải cần nhân sự, và chúng ta phải cần một vài ông trưởng phòng như anh Vũ. Và cái thứ ba nữa là gì? Ông lãnh đạo là gì? Ông phải nói đúng những cái gì ông nghĩ, rồi sau đó rồi thì ông phải làm theo những cái gì ông nói, và cuối cùng thứ ba là ông phải cam kết gì ông làm. Thì tất cả cái đấy, nếu như mà theo quan điểm của tôi, nếu như chúng ta không có được những hoạt động như thế thì quá trình thay đổi của chúng ta nó sẽ thất bại. Đấy, thì có thể chia sẻ rất rõ với cả anh Vũ như thế. Và chúng ta có thể quên hết đi tất cả đầu, chúng ta chỉ nhớ 3 cái sai cuối cùng thôi. Dạ. Dạ, thì mình cũng chia sẻ là cái quan trọng nhất cho tôi là cái chọn cái ban mà đổi mới á,
cái đó là nó quan trọng. Anh phải chọn đủ văn võ, đúng không? Ông quan văn, ông quan võ. Tại vì tôi đó là làm rất là nhiều công ty đó, là tôi vô là tôi chọn đội hình trước, tức là tôi là phải chọn cái ông hiện trường thật mạnh, ông đó là có rất là nói là làm, nhào xuống làm, và ông đó chặt chém, phải có một ông chặt chém, và có một cái ông là hoạch định, một ông kiểm tra, đúng không? Đó là một ông chuyên đi thương thuyết, thương lượng. Đó, tức là cái này là nói về cái chiến lược là một chuyện mình bạn cho, nhưng mà khi chiến thuật áp dụng muốn thành công á là phải có đủ, là coi như là từ ở đây anh Vũ, ở đây tôi nói luôn, cái của anh Vũ ấy, là đang trao đổi là chúng ta thực hiện một dự án tư vấn cải tiến chất lượng thành công. Ở đây cái đề bài của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đóng lại, là chúng ta không thảo luận cái đấy, mà chúng ta chỉ thảo luận là một cái mô đun trên management trong toàn bộ tổng thể. Còn tất cả những cái của anh Vũ vừa nói tôi rất đồng ý, nếu như hôm nay là đề tài chúng ta là gì, là làm thế nào để chúng ta triển khai một chương trình tư vấn thành công ở tại một doanh nghiệp. Đấy, cái ý của tôi, tức là cái này nó là một cái mô đun con của cái mô đun của anh vừa nói. Dạ. À ok rồi, thì nói chung là mình sẽ bàn về học thuật lý thuyết là chính, đúng không anh? Không, không. Ok, tại mình... từ từ ở đây á, ở đây mà tôi nói rất là võ anh Vũ của tôi như này. Dạ. Thực sự ra là cái quan niệm nói rằng là học thuật đó là sai, bởi vì học thuật là gì? Học thuật đó là những kinh nghiệm đã được triển khai và đúc kết và chuyển thành sách. Để viết một quyển sách, cái quy trình viết một quyển sách là như thế này: bắt đầu từ những cái practice, đó là những cái thực thi. Sau thực thi rồi bắt đầu họ có viết những cái bài báo, sau bài báo rồi nó mới đến research, sau research rồi nó mới chuyển đến sách. Thành ra là ở Việt Nam, ở đây tôi cũng chia sẻ về quan điểm của tôi, cái khái niệm mà chúng ta... Tôi không đồng ý cách giải thích như thế đâu. Ở đây thì tôi cũng chia sẻ, đấy là cái quan niệm của tôi. Tôi đang nói ở đây sai, không biết chúng ta đừng có giải thích sai. Ở đây tôi không nói chuyện đúng và sai. Ở đây tôi đang nói là cái cách tiếp cận của tôi và cái câu chuyện các anh có thể giữ được cái câu chuyện của anh. Và tôi cũng không nói anh đúng và tôi cũng không nói anh sai. Tôi đang nói là cái cách tiếp cận của tôi mà. Cảm ơn anh Tuấn Anh, cảm ơn cơ hội của anh Vũ. Ý là mình ở đây là mình chia sẻ, mình học hỏi lẫn nhau chứ không có gì căng nhá. Đúng rồi. Mình cứ thoải mái. Chúng ta đang có một cái khuôn khổ rất là tổng thể để chúng ta nhìn nó. Và tôi nghĩ là bây giờ là lúc chúng ta thảo luận, và chính cái thảo luận này nó giúp chúng ta nhìn kỹ hơn ở góc độ của từng doanh nghiệp một, và chúng ta có thể chia sẻ. Tôi nghĩ là đấy là lý do tại sao chúng ta có phần thảo luận. Dạ, tức là em, ý của em là cái giá trị mà cái buổi mà anh em mình 200 người ngồi đây mang lại được cái gì, mỗi người sẽ nhìn thấy mình, vấn đề của mình ở trong đó, và đem lại một cái có thể để về ứng dụng được. Đấy, còn lý thuyết thì mình có thể đọc ở đâu đó rất nhiều, rất rất là hoành tráng. Đó thì ý là như vậy. Ok, thì thôi để cho anh em khác chia sẻ đi ha. Nhưng mà... Cảm ơn anh Vũ. Vâng. Cảm ơn anh. Có anh Hùng có ý kiến. Xin mời anh Hùng chia sẻ một vài điều liên quan đến phần này, cũng như là các cái có thể là vài cái điểm liên quan đến thực tế tại tại doanh nghiệp của mình ạ. Vâng, chào anh Thắng, cảm ơn anh Tuấn Anh, cái bài chia sẻ của anh rất là tổng quát và nó rất là hữu ích cho việc mà nó giống như cái cẩm lang. Thì qua cái chia sẻ của anh Tuấn Anh ấy thì tôi nhìn nhận được cả hành trình 10 năm quán Việt, thì thực ra cái sự thay đổi nó là một quá trình liên tục, chứ tùy từng thời điểm thì nó sẽ có cái lựa chọn là bắt đầu từ cái hạng mục nào. Bởi vì từ cái quá trình đặt ra vấn đề, sau rồi why, how, what, thì Anu Việt thì cũng đã trải qua rất nhiều cái cung bậc mà trong cái các cái slide mà anh Tuấn Anh chia sẻ, cho nên là cũng rất là hiểu. Và như thế thì rất là dễ cho cái việc là bây giờ là Anu Việt đang có cái sự thay đổi cái thời điểm 10, chuyển đổi bản lề 10 năm. Và 5 năm trước đây thì Anu Việt phải chọn lựa cái chữ là tồn tại hay là chết rồi, anh Tuấn Anh ạ. Dạ. Thì cái đấy thì tại thời điểm đấy, nếu mà không dùng cái chiến lược tồn tại hay là chết thì Anu Việt không bước chân vào được Samsung. Dạ. Thì thời gian đấy nếu mà lại làm từ từ thì nó cũng sẽ không ổn. Do vậy mà cái bài học mà trong vòng có 3 đến 5 ngày để được vào vòng gửi xe mà Samsung xuống đánh giá
thì ăn Việt nó vẫn là một cái ký ức rất là tuyệt vời cho cái sự thay đổi một cách trong vòng có 3 đến 5 ngày toàn bộ công ty thay đổi 180 độ. Và sau đó thì chuyên gia Samsung là ăn Việt là được một trong 4 công ty đầu tiên trong cái dự án mà anh Tuấn Anh vẫn hay chia sẻ đấy, là được các chuyên gia trực tiếp từ bên Samsung sang hỗ trợ đào tạo trong vòng 3 tháng liên tục. Và là chuyên gia từ bên Hàn Quốc. Về sau này thì cũng có cơ hội để chia sẻ lại kinh nghiệm của anh Vũ Việt trong các cái chương trình mà đào tạo chuyên gia của Samsung. Thì đấy là những cái điểm mà thay đổi. Còn hiện tại thì trong suốt quá trình thì nó có rất nhiều cái tiếp tục công ty đến từng giai đoạn một thì đều cần nhu cầu là thay đổi. Có thể giai đoạn này anh Vũ Việt cần Lean hoặc là cần Six Sigma hoặc là tiếp tục là có một cái gì đó cao hơn nữa thì cái theo cái khía cạnh cá nhân của anh Vũ Việt thôi và bản thân tôi thôi ấy, thì cái chia sẻ của anh Tuấn Anh nó giống như một cẩm nang để các doanh nghiệp có thể 1-2 năm thì có thể dùng ở cách hoặc là có những công ty 10 năm hoặc có những công ty 20 năm có thể dở ra để sử dụng cẩm nang đấy trong cái việc là bắt đầu từ bên trong hay bên ngoài, nó tùy thuộc vào cái nguồn lực của cái doanh nghiệp đó. Đôi khi có những công ty có 2-3 năm thì không thể tuyển một ông quản trị ông SA giỏi được. An Phú Việt thì lại nó bị mất tiếng ạ. Vâng, có thể là cái tín hiệu cho anh Hùng nó đang bị trục trặc một chút ạ. Vâng. Ok. Vâng, xin lỗi các anh chị, anh Hùng chắc là cái tín hiệu hơi bị trục trặc một chút. Bây giờ tôi thấy anh Phương phải không ạ? Vâng, anh Phương, xin mời anh Phương chia sẻ cái ý kiến. Xin mời. Vâng, kính chào các anh chị. Thế là em thì thế là rất cảm ơn anh Tuấn Anh. Anh chia sẻ những cái bài rất là hay. Tức là vì sao cảm nhận hay, bởi vì đúng là những anh có rất nhiều thứ anh Tuấn Anh nói mà đúng những gì em đang vướng, và trong quá trình làm 5S thì nó gặp những trở ngại đúng như anh nói, nên là thẩm thấu rất là nhanh. Rồi, thế anh cảm ơn. Đấy, rất là hữu ích, và anh Tuấn Anh đã hệ thống lại các bước và các việc phải làm thì rất là hay, nên là rất muốn cảm ơn anh Tuấn Anh. Đấy, thứ nhất. Thứ hai ấy, cô chia sẻ, nhờ anh Tuấn Anh trả lời một câu hỏi thôi ạ, để mọi người khác hỏi. Dạ. Công ty của em thì công ty về sản xuất. Đấy. Dạ. Sản xuất chuyên về sản xuất tủ điện công nghiệp, rồi các loại tủ rack, rồi cơ khí tấm mỏng liên quan đến điện. Dạ. Thì em thì nó không có quy mô 1000 người như Cosmos hay là như MyLink. Công ty em thì có khoảng 30 người thôi. Đúng rồi, rồi. Nhưng mà cái tiêu chí 5S của em là lên hàng đầu. 5S làm rất là kinh, thậm chí em vì ra lệnh mãng được, mình tự hỏi em mình làm cơ. Thì rất muốn nghe anh tư vấn là với doanh nghiệp nhỏ như em ấy mà muốn làm 5S để thành công ấy, thì nên thực hiện như nào để thành công, bởi vì doanh nghiệp to dễ lắm, thành lập ra bộ phận mà cứ yêu cầu ông trưởng cứ tóm đầu ông ấy, bắt được mạnh là xong, nhưng mà doanh nghiệp nhỏ thì nên làm như nào để cho hợp lý. Mong anh chia sẻ thêm ạ. Em cảm ơn. Thực ra đây thì anh chia sẻ với của em á, là theo quan điểm của anh á, cái 5S á, đối với doanh nghiệp nhỏ á, thì nó lại có những thuận lợi tốt hơn những doanh nghiệp lớn. Bởi vì nhỏ thì cái hiện trường của chúng ta nhỏ. Và khi mà cái hiện trường của chúng ta nhỏ thì cặp mắt của cái người lãnh đạo của chúng mình á, nó sẽ bao quát và dễ hơn, chúng ta dễ phát hiện ra được những cái việc mà nó chưa tốt hoặc là đã tốt rồi. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là đối với cả những doanh nghiệp nhỏ khoảng 30 người thì anh lại khuyến khích là chúng ta làm 5S, chúng ta không nên làm theo cá nhân mà chúng ta nên làm theo từng nhóm. Và các cái nhóm đấy nên là trộn lẫn với nhau, và chúng ta có những cái gọi là chương trình thi đua. Tức là phần ví dụ như bên em là phần thiết kế thì có thể là một team làm, rồi bên phần thi công team làm, và các team đấy làm, sau đó chúng ta chấm điểm lẫn nhau. Tức là chúng ta phải thúc đẩy cái câu chuyện là làm theo nhóm. Và cái thứ ba nữa là như này, trong công ty nhỏ thì cái số lượng nhân sự nó sẽ không xáo trộn nhiều. Thành ra là chúng ta làm cái gì nó cũng phải rất cẩn thận, tránh cái việc mà mất lòng. Công ty lớn mất lòng cho nghỉ rất là dễ, nhưng trong công ty nhỏ nói chung anh em là
gọi là cái tinh thần quan hệ nó giống như trong gia đình. Thành ra cái của 5S của em, anh lại rất là khuyên là dục tốc bất đạt, tức là chúng ta phải làm chậm. Thì khi mà chúng ta ở trong công ty nhỏ chúng ta làm chậm ấy, thì chậm có thể chậm ban đầu thôi, nên đến lúc mọi người cùng hiểu, mọi người cùng làm theo nhóm thì nó sẽ lại rất là nhanh. Thì đấy là những cái mà anh chia sẻ từ cái trải nghiệm của anh đối với cả em. Rồi, anh cảm ơn. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Vâng, em nghĩ là cái chỉ ra các cái gợi ý cũng khá là cụ thể trong trường hợp này. Vâng. Vâng ạ, anh Thắng ạ. Vâng, hôm nay có dịp được chào mừng anh đến với chương trình PNQ Talk. Anh có vài lời muốn chia sẻ thêm với phần lời của anh Tuấn Anh phải không ạ? Dạ, anh cảm ơn anh Thắng. Vâng ạ. Vâng, đầu tiên là cảm ơn Tuấn Anh là cũng có chia sẻ, và anh cũng muốn tham gia các cái diễn đàn, đặc biệt là cái diễn đàn mà trao đổi kinh nghiệm, rồi là từ một diễn giả với lại các cái doanh nghiệp thực tế. Thì thật ra là qua đó đấy, thì sẽ giúp được cho các cái doanh nghiệp hiểu được hơn. Thì thật sự là đây là buổi đầu tiên qua cái trình bày của Tuấn Anh thì anh nói là đây là cũng chỉ là một cái là nói lên khái quát tất cả những quá trình chúng ta cần phải thay đổi thôi. Chứ đó, còn vận dụng từ một cái doanh nghiệp như thế nào thì chúng ta phải có thêm cái tự nhận thức của chúng ta, đồng thời có phải thêm cái tư vấn chuyên sâu nữa. Vâng. Chứ không thể nào ai mà nghe cả một cái mớ mà coi như là tất cả các cái bao nhiêu từ 5S, 7S cho đến các cái thứ nữa thì nó trở thành một cái, tức là nhiều khi là người ta gọi như là tổ hóa nhập ma vậy, đúng không? Vâng. Nhưng mà chúng ta phải nắm được những cốt yếu thôi. Thì việc đầu tiên đấy là, thì thật là tôi thì cũng không có những cái buổi chia sẻ với doanh nghiệp nhiều, nhưng mà trên các diễn đàn thì chúng tôi cũng nói nhiều, nhưng đặc biệt là trong cái thời kỳ mà cái chuyển đổi số của cách mạng 4.0 này, thì rõ ràng chúng ta đầu tiên chúng ta phải nhận thức là chúng ta phải thay đổi, một là để mà chúng ta đi lên, mà không nữa là chúng ta có thể là đi ngang hoặc là chết, chắc chắn là phải thay đổi. Đó là đi từ cái nhận thức. Và tôi tóm tắt đấy cho các bạn ấy, có thể là nó 10 cái với lại nhiều cái thì nói lắm, nhưng mà tôi có một cái học thuyết rất đơn giản thôi, tức là ba chữ M. M đầu tiên là muốn, tức là đi từ cái nhận thức bạn muốn làm không. Nếu mà chúng ta đã không muốn làm, chúng ta đừng ở đến đây chúng ta ngồi nghe, cũng chả cần trao đổi với nhau cả, đi về ngủ. Đó là muốn không? M đầu tiên là muốn. M thứ hai là muốn thì phải mân, muốn là phải nhảy vào bắt tay làm ngay, chứ không thể nào ngồi nằm há miệng chờ sung được, đúng không? Chúng ta phải làm, chúng ta phải máu lửa lên. Chúng ta làm giống như cái đợt mà chúng tôi chia sẻ cùng với một cái diễn đàn, thì cái câu mân này là tôi lấy từ cái ý kiến của thủ tướng lúc bấy giờ là Nguyễn Xuân Phúc. Thế là chúng tôi cũng là trong ban tổ chức một cái diễn đàn rất là lớn về cái gọi là diễn đàn cấp cao về công nghệ thông tin. Thì thủ tướng chưa, thì thủ tướng bảo là các nhà khoa học nói nhiều quá, nói như tôi như Quảng Ninh, tôi đi mật đi, nói mật đi từ cái nhỏ nhất mà thành công đi. Như anh ta nói đấy, chúng ta chọn một cái khởi điểm chúng ta thành công thì chúng ta nhân lên, chúng ta làm, nói nhiều quá mần. Và tôi lấy cái từ thứ hai là mần, tức là trong đó có cả máu lửa. Và cái M thứ ba là tất cả những thành tố như anh Tuấn nói là phải có skill, phải có staff, phải có tất cả nữa, thì tôi quy tất cả ra là một cái từ tiếng Anh, tức là money, có tiền không, no money no talk. Tức là tất cả mọi thứ chúng ta phải quy ra là chúng ta phải có một nguồn lực. Nguồn lực đó đều quy ra từ giá trị, và nguồn lực quan trọng nhất đó là nguồn lực về con người, rồi đến nguồn lực về công nghệ. Bên cạnh đó là có hàng rào về pháp lý nữa. Thế thì đó là cái chúng ta cứ bài mở. Đầu tiên là chúng ta đồng lòng, chúng ta quyết định muốn làm. Mà muốn làm cao nhất đó là cái người lãnh đạo cao nhất. Cái anh gì anh chia sẻ cũng đúng, anh thành lập nhóm nọ nhóm kia, nhưng mà tổ là làm như thế là cũng thất bại đấy. To nhất là cái ông chủ tịch hội đồng quản trị, ông phải làm trưởng ban, ông không quyết được cái làm được đâu. Tôi đã chủ tịch ngân hàng rồi, đúng không? Chủ tịch lúc 15-16 cái tập đoàn, kể cả bên Mỹ. Tôi biết rằng là cái người đứng đầu mà không đứng đầu thì không có thể nào mà cả không có thể nào mà gạt qua được những cái cản trở, không thể nào thuyết phục được anh em, không thể nào là xe volume, là xe volume thì phải ông chủ xe chứ làm sao ông dưới xe được. Tất cả phải là ông chủ đứng đầu nhé. Các bạn phải là người đứng đầu tiên, phải là người quyết định về cái chuyện thay đổi. Quản trị cái thay đổi đó thì có các cái bộ phận phân chia ra. Còn có một cái phần nữa là có lẽ là một buổi nữa còn phải chia sẻ với các bạn, là trong cái quản trị thay đổi thì một cái quan trong cái quản trị cao nhất của nó là quản trị rủi ro. Vì khi chúng ta đi vào cái mới thì chúng ta đầy dẫy những cái rủi ro, thì cái rủi ro về mặt cản trở, rủi ro về mặt chống đối, rủi ro về mặt con người, đó chỉ là một phần rủi ro thôi. Chứ là nó có rất nhiều những các cái gọi là rủi ro trong đó. Khi mà chúng ta đã nhìn thấy cái rủi ro mà chúng ta vẫn quyết định chúng ta đi, mà chúng ta quyết định đi thì chúng ta thành công. Còn nếu chúng ta không chuẩn bị trước những cái túi cẩm nang của Khổng Minh ấy, chúng ta gặp cái đó chúng ta bối rối, mà trong cái quá trình bối rối mà thay đổi nửa chừng ấy, mà không đi nữa thì cái thiệt hại của các bạn nó sẽ còn to lớn hơn nhiều. Thà cứ đi cái xe bò mà nó cọc cạch đi còn tốt hơn là khi các bạn lên xe mới mà các bạn lái được. Đó thì có một buổi nào đó chúng ta, tôi cũng sẽ chia sẻ với bạn là các bạn quản trị cái thay đổi thì các bạn quản trị cái rủi ro như thế nào. Đó thì cái mà coi như là cái mà Rick Benjamin đó, trong cái quá trình thay đổi, đặc biệt là thay đổi trong cái quá trình cách mạng 4.0
công của chuyển đổi số này nó khác hẳn với lại những cái quản trị thay đổi quản trị rủi ro cả chắc dây. Thì tôi muốn chia sẻ với các bạn thế, chứ một bài nói chuyện của Tuấn Anh tôi cũng mấy khi mà ít khi tôi nghe từ đầu đến cuối lắm, nên tôi phải nghe từ đầu đến cuối, mà nhất là các bạn trẻ mà hiểu được như vậy, chia sẻ như vậy thì thực sự đáng quý. Chứ là lứa chúng tôi thì cũng là cái lứa già rồi, nghe cũng học hỏi được nhiều. Xin cảm ơn. Dạ em xin cảm ơn Thắng, rất hay ạ. Dạ vâng. Dạ ok. Dạ. Vâng, cảm ơn ý kiến của Thắng, và hy vọng là trong thời gian tới sẽ có dịp Toàn Bắc quay trở lại chia sẻ một số cái chủ đề và các kinh nghiệm từ lứa các lãnh đạo đi trước ạ. Vâng, cảm ơn Bắc. Trước khi vâng, tôi hôm nay là bị cướp mic cho nên là thực ra có quyền ưu đãi về một vài câu hỏi, nhưng mà vẫn đang chờ ở đây. Tuy nhiên là thấy anh Sơn, bác Sơn là có ý kiến muốn chia sẻ, cho nên là xin mời bác Sơn ạ. Bác có thể muốn chia sẻ một vài ý kiến về cái chủ đề này từ kinh nghiệm của mình. Trước hết phải cảm ơn Tuấn Anh. Dạ, em cảm ơn anh Sơn ạ. Đúng là dân làm lên, nó rất là ngắn gọn và xúc tích. Nhưng mà cũng có một cái điểm mình cũng có ý thôi, nhưng mà nó cũng phải là chút, nhưng mà cũng đây cũng nói cho nó vui lòng. Giống nhân Thắng nói là vui là chính mà. Cho nên là dân Bắc mình đó thì nói là tranh cãi là không ngại. Nhưng mà khi mà ở trong Nam, khi mình vào Nam thì mình cũng có mang cái tính Bắc, tức là mình là người Nam nhưng mà là tập kết ở Bắc, là cũng tính Bắc. Thì mình cũng trình bày rất là có lửa đó. Nhưng mà anh em thì trong Nam thì lại thích nó cái gì nó mềm mềm, màu hồng chút xíu. Ví dụ như mình nói về cái chuyện mà cái chuyện đấy là mình đi tư vấn thì mình làm nhiều rồi. Tức là không người nào mà không chống đối là tìm cách gạt con bê hoặc là bốc cho ngồi yên đó. Thế nhưng mà nếu mà mình nói cái này sốc quá thì anh em ở đây á, rất nhiều người là nhân viên cấp dưới rồi cấp trên cái đấy dùng chung thì hội đồng quản trị là CEO á, hoặc là giám đốc á, thì mình nói bốc thì dậy được. Nhưng mà anh em nói cái kia một chút xíu á, thì anh em bị sốc. Anh em ở cấp dưới hầu hết là công nhân sinh viên, người ta hay bị sốc thì người ta phản đối thôi, thì cái đấy cũng được buồn. Thì đương nhiên nó có những cái quan điểm khác nhau, nhưng mà bạn đang đưa ra một cái bài mà nó bạn nói tốc độ rất là cao và mình nghe kịp. Nhưng mà mình là thuộc loại tốc khí dữ chứ không phải coi bài của bạn đâu, nhưng mình tuyệt đối không nghe kịp được phần sau cái phần lãnh đạo thay đổi. Trước phần lãnh đạo thay đổi bạn có thể nhắc lại cho mình cái khúc đấy chút xíu được không? Dạ em cái chỗ nào ạ? Tức là nói cái mình nghĩ là cái điều mình nói cái điểm đó. Nhưng trên đấy mình nói là cái nội dung gì bạn nói nhanh quá. Cái ý của em nói là cái người lãnh đạo của chúng ta đó là một cái người cái thay đổi của lãnh đạo á, thì có một cái nội dung nữa mà mình nghe kịp. Tức là mà nó có 10 cái điểm anh ạ, mà nó có 10 cái điểm từ số 1 đến số 10 đấy anh ạ, mà là có đúng không ạ? Dạ, như vậy là nó không có gì mới đúng không? Kích hoạt năng lượng. Vâng, đúng rồi, mà có 10 cái đấy. Dạ vâng. Trên agent đâu á. Vâng ạ. Cho đột phá khẩu phá, xử lý thành chống phá rồi giám sát, khen thưởng. Thế nào? Vâng, ok vâng. Mình nghe câu sau đó bạn nói tốc độ rất cao em sẽ rất cảm ơn anh nhận xét ạ. Đúng là bạn là dân làm linh cái đấy, mặc dù mà nhân sự là cũng phải mất câu dài dòng giải thích nhiều, nhưng mà làm linh là phải nhanh, đúng là nhanh như vậy. Cảm ơn bạn rất nhiều. Dạ em vâng, thực ra là tôi đang định đặt cái câu hỏi của tôi, nhưng mà tôi thấy anh tập trung rất là tập trung trong buổi hôm nay và anh ghi chép rất nhiều, cho nên là sẽ ưu tiên cái lượt tiếp theo cho anh Kết và tôi sẽ xếp hàng sau. Xin mời anh Kết. Em bật mic lên Kết đây. Vâng, chào anh Tuấn Anh và chào anh Thắng. Rồi, và xin chào Kết. Lần thứ hai em vẫn phải cảm ơn anh Thắng. Và cảm ơn VNQ để có thể buổi thứ hai này em được học nhiều cái từ anh Tuấn Anh. Em là dân sản xuất mà, cũng là dân kỹ thuật, mà bây giờ em cũng đã từng trải qua làm bên nghiên cứu của công ty của Nhật, một tập đoàn Hoya. Em cũng từng làm trưởng phòng kỹ thuật, sau đó trưởng phòng chất lượng, trưởng phòng sản xuất, và bây giờ là lên phó đốc. Tức là em cũng kinh qua nhiều vị trí và em cũng gặp phải rất nhiều thứ. Thì những cái ý kiến của anh Tuấn Anh chia sẻ đấy là một ý kiến cực kỳ tổng hợp, rất tổng hợp trong một cái nhà máy sản xuất. Nhưng để vào cái tình huống cụ thể thì đúng là mỗi một công ty sẽ phải ứng với một mô đun cụ thể và một thậm chí phải rất nhiều quyển sách để giải quyết được một cái gọi là vấn đề, đặt vấn đề và giải quyết vấn đề đấy của công ty mình. Chứ không thể
bê nguyên tất cả những cái đấy để ốp vào một công ty nào đó thì người ta sẽ giống như kiểu như tàu hỏa nhập ma. Đấy là điều chắc chắn. Vậy thì em muốn chia sẻ là trong cái này, cái thay đổi này thì nó có hai yếu tố. Một là bắt buộc phải thay đổi. Bắt buộc phải thay đổi. Đó là chỉ thị từ chủ tịch hội đồng quản trị hoặc tổng đốc cảm thấy bắt buộc phải thay đổi, sống hay là chết. Và có một cái là nhất để thay đổi. Và cái bên công ty em ấy đang áp dụng cả hai cái này. Cái thứ nhất là bên công ty em cử đi đào tạo, như hôm trước em đã chia sẻ đấy, từ năm 2016 đến năm 2019. Bên công ty em cử đi đào tạo ở PMQ hoặc một số các đơn vị như VASI hay vân vân tất cả cho mọi người đi học để mọi người có cùng cái nhận thức. Mọi người có cùng một cái nhận thức, cùng một đưa về cùng một thứ nguyên để nhận thức được đã. Chính là cái top ở trên cùng mà anh Tuấn chia sẻ hôm nay em được học thêm. Đó là gì? Lãnh đạo này và nhân sự này và top khoảng 5 quản lý cấp cao nhất. Vậy thì cho 5 quản lý cấp cao nhất ý phải đi học cùng để nhận thức cùng giống nhau một vấn đề nào đó. Ví dụ hôm nay anh Thắng Anh đào tạo một cái module nào về ví em dòng chảy, hay module về cải tiến, hay module về 5S, hay module nào đấy. Tức là mỗi một module đấy chúng ta phải đọc thêm những quyển sách, thêm những giáo trình chia sẻ từ các công ty khác nữa, thì chúng ta mới ứng dụng vào công ty chúng ta, dựa vào văn hóa doanh nghiệp của chúng ta để không thể ốp giống nhau được. Thì chính vì thế em thấy rằng là đúc kết được những cái điều ấy rất hay từ chỗ anh Tuấn Anh. Vấn đề tiếp theo mà em muốn chia sẻ đó là vấn đề mà liên quan đến cái chỗ anh Tuấn Anh chia sẻ bài đó, là vấn đề là thay đổi cái tâm thế. Cái tâm thế thì rõ ràng là gì? Bất kỳ con người, em xin nói bất kỳ công ty nào thế thôi, con người, lấy con người làm trung tâm. Lấy con người làm trung tâm. Sau đó sẽ lấy máy móc thiết bị. Có thể thay một cỗ máy rất dễ. Vấn đề là gì? Ngân hàng cấp tiền. Mà bây giờ cái việc ấy không khó. Vay bao tiền cũng được. Vay ngân hàng rất nhiều tiền. Nhưng để thay đổi con người cực khó. Mà em cũng được biết rằng là để đào tạo và đầu tư chi phí vào con người là hiệu quả nhất. Chính vì thế em rất hài lòng ở cái đoạn thứ hai, đó là sau cái vấn đề người lãnh đạo cao nhất phải ủng hộ, vấn đề thứ hai là phải có hệ thống giám đốc nhân sự cực mạnh. Vậy thì đào tạo tập trung vào, tức là vấn đề là tập trung vào con người, em cũng được biết rằng đó là một đầu tư và một cái chi phí, đó là hết ít nhất nhưng lại hiệu quả nhất. Nhưng mà vấn đề thay đổi con người lại là vấn đề khó khăn nhất. Không phải là tôi thích anh tôi để, không thích anh tôi vứt tôi anh ra chỗ khác được. Vậy bài toán công ty em cũng phải đã từng trải qua, đó là trả giá vào lỗi đâu. Trả giá này, tất nhiên có những công ty sẽ trả giá bằng tiền, bằng thời gian, trả giá. Nhưng có những công ty trả giá bằng những con người, những công thần. Đã đi cùng với cả ông chủ suốt năm thành lập công ty. Có những công ty thành lập 25, có những công thần là cha dì chú bác, đúng không ạ? Họ hàng láng giềng vân vân để lôi đi những lúc mà những năm thập kỷ 90 còn khó khăn. Người ta lôi đi công thần, nhưng bây giờ chỉ còn được có thay đổi hay không. Vậy thay đổi thì giữ lại những con người đấy như thế nào, để sử dụng những con người đấy như thế nào, và những con người đấy phải được nhận thức như nào. Tất nhiên có những bài toán, có những cái bài chia sẻ của anh Tuấn vừa rồi, anh Tuấn Anh vừa rồi, để thay đổi một cô lao công 10 năm trời phải đưa ra bên ngoài để thay đổi. Tức là thay đổi một người lao công thôi đã mất hàng 15 như vậy, huống gì để thay đổi một người quản lý mà lại là người nhà hoặc là những công thần lập quốc đấy, thì em nghĩ nó còn khó hơn. Nhưng em cũng đọc những quyển sách mà em rất thấy ưng ý ở ba quốc gia mà gần nhất thôi. Mình, một Lý Quang Diệu ở Singapore, ông ấy dám thay đổi và ông ấy chấp nhận sự thay đổi. Ông còn đánh cược cả sinh mạng của tất cả những con người dân Singapore khi tách ra khỏi Malaysia. Thậm chí nước ngọt không có mù. Tiếp theo, Nhật Bản bị Mỹ ném bom nguyên tử. Vậy người ta còn suy sụp, vậy người ta có phải thay đổi không? Người ta thay đổi từ chính tư tưởng của chúng ta, của họ, và họ bắt tay với Mỹ. Tiếp theo, Hàn Quốc với Triều Tiên bây giờ thử so sánh. Thì mọi người cũng không cần phải so sánh gì nữa, cũng nhìn thấy Hàn Quốc như thế nào và Triều Tiên bây giờ như thế nào.
Nhưng để thay đổi như vậy, những năm 60-70, Tổng thống của Hàn Quốc, người ta dám thay đổi một cách kinh khủng. Vậy, em cũng rất mong rằng chỗ chú Thắng vừa chia sẻ, thì em cũng mong rằng là chính phủ của Việt Nam cũng muốn gửi tờ lời đến chú Thắng rằng chính phủ của Việt Nam, các bộ khoa học công nghệ hoặc tất cả những bộ ngành khác, mình phải mần đi. Đúng không ạ? Vậy mần như thế nào đây ạ? Không dẫn dắt doanh nghiệp. Nông sản thì chúng ta làm gì đây ạ? Khoa học công nghệ thì làm gì đây ạ? Các nhà máy, okay. Các nhà máy sản xuất chợ, vấn đề như thế rất phức tạp. Vậy đường dẫn dắt như nào? Okay. Vậy thì chốt bù trên như nào? Định hướng tương lai 5 năm, 10 năm nữa, 15 năm nữa như nào? Nhưng phải bắt tay vào thực tế, đúng không ạ? Okay. Vấn đề em muốn chia sẻ tiếp theo là vấn đề nữa, thứ ba đó là thực tế, đi vào thực tế của tất cả các doanh nghiệp. Và em cũng đọc một bài báo rất mới ngày hôm qua. Rất nhiều tuổi trẻ của Việt Nam bây giờ mang phong thái nhỉ? Đi làm cho vui, vui thì làm, không vui ta nghỉ, ta chuyển chỗ khác. Đấy là cái cực kỳ gọi là một cái căn bệnh mà đang tồn tại. Lớp trẻ bây giờ không chịu được áp lực. Vậy thì khi họ vui thì họ làm, không vui họ chuyển đổi. Và dính đến Covid phát là lập tức chết rồi. Vậy thì liệu cái sự cam chịu để cố gắng vượt qua những khó khăn, cố gắng học tập, tại vì ở trường đại học đào tạo khác hoàn toàn cả. Em muốn hỏi anh Tuấn Anh rằng là cái thay đổi tâm thế, một cái hạng mục mà anh cũng có chia sẻ trong cái bài giảng ấy, thay đổi tâm thế, vậy thì có cách nào để thay đổi được tâm thế của giới trẻ bây giờ? Để thay đổi cái tư duy nhận thức đấy để ứng vào đào tạo cho các doanh nghiệp hay không? Bởi vì cái bài toán đào những nhân sự mới bây giờ là bài toán rất khó khăn đối với các doanh nghiệp hiện tại. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Ok, cảm ơn em. Và anh nghĩ là chắc là anh Tuấn Anh có câu hỏi thứ ba để anh có thể hỗ trợ ạ. Và trước khi anh trả lời thì cũng xin được bật mí là thứ bảy này chúng ta trong cái chương trình talk chúng ta sẽ có một cái buổi dành riêng cho sinh viên của 9 trường đại học. Thì trong cái buổi đấy chúng tôi sẽ nói nhiều về hướng nghiệp và chuẩn bị tinh thần cho các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường, nhưng là trở thành người của nhà máy sản xuất thì nó sẽ như thế nào. Tôi nghĩ là cái phần của anh Kết có thể sẽ được giải quyết thêm đấy. Tuy nhiên là nhân cái chỗ này vì đằng nào các doanh nghiệp thì cũng phải tuyển người mới. Anh có thể chia sẻ ngắn gọn phần này. Ở đây thì tôi chia sẻ có một số những ý trước khi trả lời anh Kết đó. Ở đây nó câu chuyện thực sự ra là quá trình thay đổi ở trong một doanh nghiệp. Người nhân viên Việt Nam của chúng ta họ không ngu đâu. Họ biết người sếp hoặc người quản lý nào hy sinh và giúp cho họ. Thành ra ở đây ấy, cái nền tảng của cái sự quản trị thay đổi đó chính là từ cái tâm và trong cái gọi là cái sự gọi là cho đi của người CEO. Thực sự ra là nếu như chúng ta thực hiện cái quá trình thay đổi với một cái tâm là muốn giúp thật sự cho các người nhân viên của chúng ta làm việc tốt hơn, sức khỏe tốt hơn, có thu nhập tốt hơn, họ sẽ cảm nhận được điều đấy. Và nó là chắc chắn thành công. Đấy là cái điều mà tôi muốn nói là ở đây nó nói rằng tất cả những cái gì mọi mưu ma trước quỷ nó đều không bằng cái tốt. Và chúng ta làm từ cái tốt, chúng ta từ cái tâm, chúng ta sẽ quản trị sự thay đổi và thành công. Đấy là cái điều thứ nhất. Một điều thứ hai nữa là có một bạn hỏi là trong thời Covid như này, thì thực sự ra tôi nói là trong thời Covid này cái sự quản trị thay đổi là ngay cả chúng tôi cũng không biết như nào. Tại vì cái này nó là đại dịch, nó 1.000 năm. Thành ra là trong những cái câu chuyện của quản trị thay đổi, tôi nhớ có một bộ phim rất là hay của Mỹ, tôi quên rồi, nhưng mà trong đấy nó có một câu chuyện của một tập thể gặp khó khăn. Thế thì cái người nhân viên hỏi ông lãnh đạo bảo bây giờ thế này thì thế nào, thì ông lãnh đạo bảo thực ra tôi cũng không biết. Và nhiệm vụ của chúng ta ngồi đây là tất cả chúng ta ngồi đây để chúng ta tìm ra được là cách nào để chúng ta vượt qua. Thành thử ra là trong cái quá trình change management có những cái thay đổi nó vô cùng lớn lao, nó vô cùng khắc nghiệt, thì chúng ta phải nói rất thành thực với cả người nhân viên là tôi không biết. Đấy. Trong cái thời Covid và tất cả chúng ta đều phải cùng với nhau để chúng ta làm sao cùng ngồi lại sức mạnh tập thể để chúng ta vượt qua được cái sự khó khăn. Ví dụ như bây giờ tất cả doanh nghiệp du lịch chẳng hạn là đóng cửa hết rồi, máy bay hết rồi, tất cả, thì chúng ta phải nói rằng đây là một cái đại dịch và chúng tôi không biết thế nào, và chúng ta phải ngồi lại, chúng ta phải cùng nhau để vượt qua được cái sự thách thức. Tiếp đến khi mà Kết nói về câu chuyện này, thực ra em để ý anh có nói cái slide đầu tiên á, nó có 4 cái cách thức để áp dụng cho cái câu chuyện sự thay đổi. Là thứ nhất là outside in, và thứ hai là inside out,
và dùng nỗ lực hoặc là dùng tự nguyện. Thì tùy theo các bạn trẻ thì chúng ta sẽ dùng là tự nguyện hay nỗ lực. Nhưng mà đâu đó anh quan sát á, anh thấy rằng là các bạn trẻ bây giờ nó có một vấn đề là anh cũng mà cũng trao đổi với anh Thắng là bố mẹ nhiều khi bao cấp nhiều quá. Đấy. Tức là nuôi ở đây chúng ta có hai cái từ nói gọi là cái từ gọi là utachi, là bố mẹ mình chi tiền. Thế thì khi một thanh niên đấy được bố mẹ mình chi tiền thì rất là chém gió ào ào các thứ vân vân, nhưng mà tại sao họ lại chém gió? Bởi vì là họ được người nuôi. Họ không cần phải lo đến câu chuyện ăn uống cả. Thành ra quan điểm của anh nghĩ là cái đấy nó lại thuộc về bố mẹ nhiều hơn, tức là nó thuộc về bố mẹ, thuộc xã hội rất là khó. Thì cái cách mà mình có thể mình làm được đó chính là câu chuyện mà anh với anh Thắng sắp sửa đến thứ bảy này này, là xuống nói chuyện với sinh viên. Làm sao để chúng ta, nó gọi là trong cái giáo dục nó có một khái niệm nó gọi là can thiệp sớm. Tức là các bạn đấy có vấn đề thì chúng ta phải can thiệp rất sớm. Và cái quan điểm của anh là anh còn can thiệp xuống cấp 3 cơ. Thực ra cũng chia sẻ hôm nay với cả các anh chị là tôi có một chương trình là 10 năm nay làm rồi, là hướng nghiệp 4.0 cho tất cả các bạn sinh viên, tất cả các bạn học sinh cấp 3 trên cả nước. Đã tặng 10.000 quyển sách, tôi là đồng tác giả quyển sách là hướng nghiệp 4.0 và tặng cái sách hướng nghiệp đấy cho tất cả các trường cấp 3 để làm sao để cho các thầy cô nói chuyện với cả các học sinh cấp 3 để đưa vào những cái nghề và cái hướng mà trở thành những kỹ sư sản xuất, trở thành những người nhân viên trong các cái nhà máy là một cái hướng nghề nghiệp rất là tốt, rất là vững bền. Thì đấy là cái câu chuyện của thứ bảy. Đấy thì anh chia sẻ với Kết như thế. Rồi. Cảm ơn anh Tuấn Anh ạ. Và cảm ơn ý kiến Kết ra như vậy cho thấy rằng là câu chuyện hôm nay nó chia sẻ nó rất truyền cảm hứng. Chúng ta có cái chủ đề liên quan đến quản trị thay đổi trong cái phần về thành công của cải tiến, và chúng ta có cơ hội chúng ta cũng mở rộng nó ra nhiều thứ, nhưng mà như thế tôi cho nó tốt, tại vì nó tạo ra cho chúng ta cảm hứng để chúng ta suy nghĩ về cái câu chuyện nó rộng hơn ạ. Và trong số cái ý kiến thì tôi thấy là chị Thúy bên Temas thì muốn chia sẻ. Vâng, xin mời chị ạ. Vâng, em cảm ơn. Vừa nãy thì em cũng có nhắn ở trên nhóm thì ok em nói luôn ạ. Em có một câu hỏi là hiện tại đối với doanh nghiệp bên em thì bên em thì CEO và phòng hành chính nhân sự thì cũng rất là mong muốn và có những cái tư duy về quản trị thay đổi. Tuy nhiên có một cái khó khăn đó là về đội ngũ quản lý cấp trung ấy, thì đang có số nhiều họ rất là ngại cái sự thay đổi, và họ là những người mà đúng như cái ý kiến vừa nãy của anh có chia sẻ là những người mà tham gia doanh nghiệp ngay từ đầu và có rất nhiều những cái công sức đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì cái tư duy về thay đổi, về tiếp nhận những cái mới của họ thì đang gặp vấn đề. Thì vậy thì lời khuyên cho doanh nghiệp trong trường hợp này là như thế nào ạ? Nó quay trở lại thôi, anh nghĩ là cái lúc nãy anh Thắng nói đấy, lúc nãy anh Thắng có nói là cái người lãnh đạo từ ban đầu. Thành ra ở đây ấy, là chúng ta sẽ phải quay trở lại là nếu mà chúng ta không có được sự đồng thuận và cái cách tiếp cận chiến lược thay đổi của những lãnh đạo ban đầu rất là khó. Tức là chúng ta khi làm trong đấy thì cái việc mà chúng ta sẽ xử lý các anh chị cấp quản lý cấp trung nó như thế nào? Đấy, ví dụ như anh kể một câu chuyện là có một doanh nghiệp tư nhân và có một anh trưởng phòng kỹ thuật đã đóng góp cho công ty rất nhiều rồi. Thế nhưng mà bây giờ anh ấy không phù hợp nữa thì nó đến một câu chuyện là đền bù giải tỏa. Thế nhưng mà đền bù giải tỏa thì em không quyết định được mà phải là cái ông chủ giám đốc. Thì sau khi trao đổi với ông chủ giám đốc đấy thì sau một năm thì anh giám đốc anh ấy nhận thức được rằng là gì? Là để cái anh ấy lại thì nó sẽ cản trở cho cái doanh nghiệp và bản thân anh trưởng phòng kỹ thuật đấy cũng không phù hợp. Thành ra là có một cái gói đền bù là mấy tỷ đấy để cho anh ra khỏi công ty rất là thoải mái. Thế nên nó lại quay trở lại là câu chuyện là gì? Là phải làm việc với cả các ông chủ lãnh đạo, ông chủ, và mỗi một như thế thì chúng ta sẽ cân nhắc là sẽ có những giải pháp là chúng ta giữ lại họ, chúng ta đào tạo họ, hay là chúng ta đền bù giải tỏa để cho họ đi. Nhưng mà cái đấy nó lại quay trở lại là nó phải có ông lãnh đạo quyết định, cái ông chủ doanh nghiệp, chứ em không thể nào em quyết định được. Đấy. Vâng, em Tuấn Anh chia sẻ nói về việc làm, tất nhiên là mình tiếp cận nó phải tổng thể, nhưng mà trong đó thì nó có một số các cái chiến thuật. Trong đó thì hôm trước anh có nói là tuyển dụng từ lâu, đuổi nhanh mà tuyển chậm, phải không? Tuyển sa thải nhanh nhưng mà tuyển chậm. Và cái việc đấy là có thể là nó cũng là một khía cạnh mà chúng ta nên cân nhắc ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị Thúy và cảm ơn phần chia sẻ của anh Tuấn Anh ạ. Và cảm ơn phần
phần chỗ Hải IC 13 vừa thấy Onsoft, sau đó thấy thấy đến lượt cho nên là thấy Đào Hải rồi. Và xin mời ý kiến chia sẻ từ chỗ anh Hải. Dạ, xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ. Thứ nhất là em cảm ơn thầy Thắng, cảm ơn PNQ cũng như là cảm ơn chỗ anh Tuấn Anh cũng đã chia sẻ cái bài mà em ghi có lần rồi. Có lẽ rằng là hôm nay là cái buổi đầu tiên mà em tham gia, tức là em tham gia từ đầu giờ nhưng buổi đầu tiên thì em ghi chép khá đầy đủ tới 4 trang giấy điện. Vâng, nên là rất, em cảm thấy rất ý nghĩa. Tuy nhiên thì cá nhân em, thứ nhất em chia sẻ về cái quan điểm của em về cái slide gần cuối. Em nghĩ rằng là cái slide rất là hay, mà nếu có được thì cũng mong anh Tuấn Anh có tổ chức một buổi nào đó chia sẻ kỹ hơn. Thế trong cái slide đi, anh có chia sẻ về, nhấn mạnh về cái vai trò của lãnh đạo. Thì đương nhiên là anh nhận thấy vai trò lãnh đạo rồi, nhưng mà có một cái vai trò nữa liên quan đến cái nhân sự, người quản lý nhân sự ấy. Thì em chia sẻ kinh nghiệm của em thôi. Thì em cũng giống như là anh Hiệp, mà khi mà em cũng đã kinh qua tất cả các bộ phận của công ty Nhật và cách đây 5 năm, và em đã làm giám đốc điều hành của công ty lớn thứ ba thế giới mà sửa sản xuất, tức là cái công ty sản xuất lớn nhất của cái tập đoàn lớn thứ ba thế giới, và em đã làm giám đốc điều hành 5 năm. Thì cũng báo cáo anh là trong 3 năm đầu thì em cũng rất loay hoay, mặc dù công ty Nhật nhá, cũng rất loay hoay trong vấn đề rằng là làm sao cho quản trị thay đổi tốt. Tuy nhiên sau khi em học lớp giám đốc điều hành xong và em được một cô giám đốc, một cô giáo sư người Nhật dạy về quản trị nhân sự, thì trong đấy cô dạy cái mô hình thay đổi Kushner ấy, và cái mô hình 7S của McKinsey. Đó, sau khi ấy xong rồi thì em về áp dụng thì kết quả nó vượt ngoài sự mong đợi. Thì cũng chia sẻ rằng là đối với đội ngũ nhân sự thì nhiều người chắc em nghĩ ở đây cũng rất nhiều chuyên gia rồi, thì em không dám sự hiểu và người ta quản trị tốt ấy, thì cái hiệu quả của cái vấn đề quản trị thay đổi mà đặc biệt trong vấn đề cải tiến thì nó phát huy rất lớn. Và em cũng chia sẻ cái kết quả sau khi mà em học xong về áp dụng ấy, thì cái thứ nhất là tỷ lệ nghỉ việc nó giảm, tức là còn khoảng 0,1% mà trước đó tầm 10%. Cái thứ hai là trung bình mỗi tháng mà một bạn công nhân mới ra trường, tức là mới cấp 3 ra trường thôi, nói chung là kinh nghiệm chưa có, mà một tháng mà các bạn trung bình là bạn ấy đưa khoảng 4,3 đề án cải tiến cho một người. Công ty của em nó 1.038 người, thì mà đề án cải tiến được hiểu rằng những cái đề án mà đã thực hiện rồi và đang đem lại hiệu quả kinh tế cho công ty rồi thì mới được gọi đề án cải tiến. Và bên em đã duy trì được 5 năm liền, mà tháng nào thì trung bình một bạn cũng được 4,3 đề án tiền một tháng. Và anh chị tưởng tượng là 1.000 người như thế thì một tháng bên em khoảng tầm 5.000 cái đề án cải tiến. Đương nhiên có đề án nhỏ, có đề án to. Đấy là cái mà em muốn chia sẻ để nhấn mạnh, cũng hy vọng rằng là được anh Tuấn Anh cũng như là mọi người có thể là tổ chức một buổi nào đó chia sẻ về cái vai trò của cái quản nhân sự trong cái vấn đề mà quản lý sự thay đổi cũng như là trong cái hệ thống quản lý cải tiến, của đặc biệt là trong sản xuất ạ. Vâng, em okay. Xin hết một lần nữa xin cảm ơn anh và cảm ơn PNQ và ban tổ chức ạ. Ok, thế anh cũng cảm ơn. Thực ra ở đây anh xin phép Thắng anh trả lời nhanh một số câu chuyện đó. Thực ra đối với cả các công ty lớn đó, càng lớn bao nhiêu thì những cái công cụ trên management nó quản lý thay đổi nó rất là mạnh, bởi vì nó đủ quy mô và nó đủ, ví dụ như công ty 1.000 người. Thế nhưng mà ở đây á, thì khi mà thiết kế cái bài giảng này á, thì tôi tập trung vào những gọi là trong đầu đó là khách hàng, đó là những doanh nghiệp SME sản xuất và chưa chuyên nghiệp. Đấy, tức là ở đây cũng nói rõ với cả các anh chị là khi mà tôi thiết kế cái bài giảng này là tôi đặt như thế, thì thực ra là các cái doanh nghiệp như thế họ nhiều khi họ không cần những cái công cụ lớn. Họ sẽ chỉ cần là gì, ví dụ như là tôi có một cái xưởng sản xuất và quản trị thay đổi là gì, đó là tất cả các cái công nhân ở đấy hiểu được về 5M và tích cực là 5M và thực thi 5M cho tốt, thì đấy là người ta gọi là sự thay đổi. Tức là cái sự thay đổi đấy chúng ta đặt ở trong một bối cảnh của một doanh nghiệp, trong một cái nguồn lực cụ thể, trong một cái bối cảnh cụ thể. Đấy, thì đấy là cái điều mà chia sẻ với các anh chị khi mà lắng nghe cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Vâng, cảm còn ơn cái câu chuyện của anh Kết thì ta sẽ nghiên cứu để hôm nào. Thực ra thì cái câu chuyện của Kết nó lớn hơn của gì nhỉ, của Hải lớn hơn, đó là vai trò của một cái trưởng phòng nhân sự sẽ như thế nào trong cái câu chuyện là chuyển đổi số. Tức là một doanh nghiệp của chúng ta khi chuyển đổi số sản xuất thì ông trưởng phòng nhân sự sẽ làm cái gì. Đấy, nó nhiều vấn đề lắm chứ nó không phải đơn giản đâu. Vâng ạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh Hải phần chia sẻ, tôi nghĩ là rất là tạo động lực, tại vì như thế nó là cái kinh nghiệm chúng ta đã làm và chúng ta đã thành công. Nó cho thấy rằng là cái câu chuyện thứ nhất là đầu tư cho đào tạo là quan trọng là thôi. Và cái chương trình đấy mình gặp được cái vị giáo sư, cái cô giáo người Nhật và cô ấy dạy cái mô đun về quản trị thay đổi. Đấy cũng là một cái rất là hay. Cái thứ hai là lý thuyết nó cũng phát huy tác dụng được không ạ? Đặc biệt là khi chúng ta ở vị trí quản lý thì cái phần đấy cũng là quan trọng.
các phần đấy nó về sau thực tế khi chúng ta làm chúng ta sẽ cố gắng chúng ta bẻ nhỏ nó ra để mà có thể làm nó phù hợp với cái thời gian cũng như là cái khả năng tiếp nhận của các anh chị em càng dưới chúng ta càng phải bẻ nhỏ nó ra. Nhưng mà tôi nghĩ là một cái ví dụ mà chúng ta nhìn thấy đấy là cái bài trình bày của anh Ngô Thắng 06/08. Thực sự cái bài trình bày của anh nó đầy lý thuyết và tôi rất ngưỡng mộ, tại vì tầm ban giám đốc mà nghiền được gần đấy cái lý thuyết đấy để có thể làm được và có thể nói ra được thì đúng là nó cũng mất công lắm, và người ta cũng phải rảnh tay, và như vậy thì nhiều người lại có thể nghĩ rằng nó là bài toán còn gà quả trứng. Nhưng mà thôi, chắc là mình cũng phải break cái vòng luẩn quẩn đấy chỗ nào đấy. Vâng, xin phép là như là bác Thắng bác muốn chia sẻ gì thêm ở cái phần này phải không ạ? Xin mời bác. Lúc nãy có một bạn phát biểu, bạn con dạ. Nhắc lên chắc là tôi cũng phải biểu chút chứ không lại bảo là chắc là chú đi ngủ rồi. Dạ. Nói về cái vai trò của nhà nước thì tôi nghĩ là cái đó nó hơi lớn qua cái hội thảo của mình. Sẽ có một buổi, tức là nếu có những cái buổi nào liên quan đến chính sách nhà nước, là nhà nước, chính phủ làm gì, các bộ làm gì và sẽ làm như thế nào trong cái cuộc đổi mới chung cho cả cái đất nước nói chung và đến từng doanh nghiệp nói riêng ấy, thì tôi sẽ mời bạn sẽ nghe để giải thích cái vấn đề đấy. Thì bạn hỏi vào cái lĩnh vực này, cái buổi hôm nay thì nó quá đi vượt quá cái chủ đề này. Đấy là, và thứ hai nữa là bạn nói đến vấn đề tức là cái sự thay đổi của nhân sự trong một cái doanh nghiệp khi chúng ta chuyển đổi và hoặc là cái lớp trẻ bây giờ tức là đứng núi này trông núi nọ, khi mà chúng là họ không làm, không có những ổn định như ngày xưa. Thì thưa các bạn, đó cũng là nó cũng chỉ là một cái gọi là mang tính chất là hiện nay ấy, tại sao các bạn trẻ lại hay đứng thay đổi, có nghĩa là thật sự là bây giờ nó là một thế giới phẳng, cái lượng thông tin các bạn rất nhiều, cho nên các bạn có quyền được chọn lựa cái sự thay đổi các bạn, chúng ta đừng có căn cấm cái sự thay đổi đó. Cái sự thay đổi khi chuyển đến nơi này đến nơi khác tốt hơn, đó là cái mà mong muốn, cái sự cũng là cái trend của chính từng con người một. Còn thứ hai nữa, để làm sao chúng ta hạn chế được cái sự thay đổi đó thì có hai cái mà chúng ta cần nhấn mạnh. Đó là một, đó là môi trường làm việc. Hai là chính sách, cái sự đãi ngộ trong cái công việc. Chúng ta chỉ có hai cái vấn đề đấy thôi. Thế thì ví dụ như là chính sách đãi ngộ, thì ngày xưa khi mà chúng tôi làm cách đây cũng nhiều năm rồi, chúng tôi cũng nêu một câu hiểu rất đơn giản thôi. Tức là khi đi làm với lại doanh nghiệp thì phải sống bằng lương, mà đãi ngộ thì phải giàu bằng thưởng, và thứ ba là phải tăng trưởng cùng với doanh nghiệp. Tức là phải gắn cái người lao động đó đối với cái vision, đối với cái tầm nhìn, đối với cái văn hóa và đối với cái chia sẻ, cái share volume đấy, là để người ta gắn bó với mình. Còn cái người lao động người ta bỏ đi thì đừng trách người lao động, hãy trách chính mình, cái ông chủ là tại sao không giữ được người lao động. Đó, cái quan trọng là như vậy. Thì tôi muốn chia sẻ với bạn thêm một chút nữa, thì có những hôm chúng ta sẽ trao đổi sâu hơn. Thì vì nó liên quan đến từ chú Thắng thì tôi nghĩ là chắc nói tôi, cho nên tôi xin phép là nói thêm lần nữa. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác. Cái chia sẻ rất thú vị, sống bằng lương, giàu bằng thưởng và phát triển cùng công ty, em nghĩ mấy cái ý đấy rất là hay. Và cái ý rất là quan trọng. Quan trọng em thấy đấy là chúng ta đang nói về việc là làm thế nào mà giảm được và loại bỏ được các rào cản với các thay đổi. Chứ thực ra là chúng ta đang không nói đến chuyện về loại bỏ các thay đổi. Và có một và thực ra là chúng ta muốn khuyến khích các thay đổi. Thế còn tất nhiên là có các cái khía cạnh thay đổi mà chúng ta phải kiểm soát cái tác động của nó. Cho nên cái ý mà bác Thắng vừa đề cập, tôi nghĩ là đấy cũng là một cái khía cạnh chúng ta cần quan tâm. Người trẻ là vậy, và trong cái bối cảnh đấy thì tôi nghĩ là chúng ta phải thích nghi thôi. Chúng ta lại không muốn nêu là các bạn ấy lại không muốn đóng đinh các bạn ấy xuống. Thì cái câu chuyện đấy nó lại không phải là câu chuyện của xu hướng hiện tại. Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú Thắng ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Có một câu hỏi cho anh Tuấn Anh. Dạ. Về cái phần vừa rồi anh nói đến cái sự cần thiết. Thế thì tất nhiên là doanh nghiệp thì lãnh đạo cần phải nhận diện được cái sự cần thiết, nhưng mà sau đó chúng ta lại có câu chuyện là nếu thế thì cái thay đổi nó đến từ đâu, nó bắt đầu từ đâu, và sau đó nó cái thành phần như nào. Nhưng mà chúng ta nhìn ở cấp độ về quản lý, chúng ta nhìn ở cấp độ về giám sát hiện trường, nhìn về cấp độ của công nhân đi, là mô hình chúng ta bảo ok, cần phải tạo ra một cái cảm nhận về cái urgency, cái tính cấp thiết của nó. Nếu thế thì cái tính cấp thiết ở các cấp khác nhau trong một cái công ty sản xuất nó có thể là cái gì là cái cấp thiết đối với lãnh đạo công ty sản xuất, cái gì là cấp thiết đối với quản lý cấp trung công ty sản xuất, cái gì là cấp thiết đối với tổ trưởng, cái gì là cấp thiết đối với công nhân. Dạ.
Thì đây, cái này thực ra nó cũng chẳng có gì, chúng ta ngay đi ngay từ gọi là bốn cái mục tiêu của Lean. Đó là gì? Thứ nhất là về cái gọi là quality, quy, thứ hai C là cost, thứ ba là về P, productivity, và cái thứ D là delivery, nỗi đau. Thay đổi nhất, cái gọi là kích hoạt, cái gọi là cái quá trình thay đổi nhất, đó là kích hoạt của nỗi đau. Thì rõ ràng là gì, ông công nhân thì ông ấy là có nỗi đau là ông ấy là lương. Lương thấp là gì? Là năng suất thấp. Năng suất thấp là gì? Là anh chưa chịu thay đổi. Thì bây giờ anh thay đổi thì đấy tức là dẫn dắt. Thực ra là cái này giữa cái trên và mình, tại vì nếu như mà cái ông SR ông đi học cái chương trình Lean ấy, thì ông ấy sẽ là cái người ông ấy dẫn dắt từ cái bốn cái mục tiêu gọi là quality, cost với cả productivity và cái delivery để nó đưa xuống từng cái chỗ một. Bốn cái đấy là nỗi đau của doanh nghiệp, thì nó cũng trẻ nhỏ ra cũng là cái nỗi đau của từng người, cái nỗi đau của quản đốc, nỗi đau của nhân viên, nỗi đau của vận hành, tất cả. Và đã là nỗi đau rồi thì tất cả chúng ta đều muốn thay đổi để chúng ta không, để chúng ta không còn đau nữa đấy. Vâng, dạ, vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh. Như vậy có nghĩa là nếu thế thì phải có một cơ chế nào đấy mà bổ cái nỗi đau ra để chia cho nhau. Dạ vâng ạ, chính xác. Thực ra thì cái cơ chế đấy nó đã tồn tại ở bất kỳ doanh nghiệp rồi, tại vì là tức là tai họa không chuyển từ người này sang người khác, không từ trên đất xuống mà nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi, hoặc là nó từ chia từ trên xuống thôi, chứ nó không phải tự nhiên sinh ra được đấy. Đây là một khái niệm là nó đã có cái cơ chế, nó đã phân bổ rồi, và chúng ta chỉ việc chúng ta hiện thực hóa cái cơ chế đấy để cho mọi người thấy rằng nỗi này nỗi đau, chúng ta xoáy thêm vào để cho họ đau hơn đấy. Cho nên trong trường hợp đấy, nếu mà nó có cái nỗi đau mà của cấp này mà của người này mà nó lại không thành cái nỗi đau ở cấp khác của người khác, thì khó chia sẻ, phải không? Thực ra cái đấy thì nó lại cái câu chuyện thôi, tại vì là nó cái hôm trước mình có nói về câu chuyện về Lean đấy, tức là khi mà chúng ta thực hiện Lean thì có những cái mà chúng ta có thể kiểm soát được ở trong bộ phận của cái phân xưởng này. Thì cái câu chuyện trên ấy, thì chúng ta cũng như thế. Trên, tại vì nó sẽ liên quan đến câu chuyện là cái đột phá khẩu. Nếu mà anh chọn một cái dự án trên mà cái nguyên nhân nó nằm ở nhiều phòng ban quá là anh thua. Anh nên chọn cái trên management, cái dự án quản trị thay đổi nó nằm ở một phân xưởng và cái nguyên nhân và cái kết quả nó ở trong cái phân xưởng ấy thôi. Chứ nếu mà ông lại chọn cái quá trình tận rồi nó nằm đây, nó lại nằm tít ở chỗ nào đấy chẳng hạn thì khó lắm. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cái câu hỏi thứ hai mà tôi ghi ở đây đấy là trong chương trình này 31 ngày, hôm nay là ngày thứ 25 ạ. Dạ. Chúng ta có rất nhiều lần chúng ta nghe thấy chữ mộ. Có một cái thời điểm nào đấy, có một cái sự kiện nào đấy làm một số người ngộ ra câu chuyện gì đấy, và sau đó nó tạo người ta đi theo một cái hướng khác mà nó có thể các thay đổi. Tôi nghĩ rằng là cái ngộ này chắc là nó cũng liên quan đến cái phần về nhận thức được một cái urgency từ bên trong, hoặc là một cái áp lực hoặc cơ hội từ bên ngoài, như anh nói về vấn đề về từ trong ra hoặc từ ngoài vào, phải không ạ? Ở đây thì tôi tặng cho các bạn bốn chữ N. Đây vui thì tặng cái này, là bí quyết của mình. Cái này là mình nghĩ ra, nhìn, ngẫm, nghĩ và ngộ. Nhìn, ngẫm, nghĩ, ngộ. Chúng ta nói là những người hời hợt là những người chỉ nhìn thôi. Nhìn và sau đó họ quên. Thế nhưng mà có người nhìn người ta bảo ủa, tại sao cái nhà máy của mình bẩn như thế? Xong rồi mình xem TV ngày hôm qua, mình nhìn thấy cái nhà máy Samsung nó sạch như thế. Thế thì phải chăng là cái bẩn đấy với cả cái lương thấp là nó có liên quan với nhau? Thì đấy là chúng ta đã đi được cái con đường thứ nhất là từ nhìn sang là chúng ta là ngẫm. Chúng ta ngẫm, đến ngẫm một cái chúng ta bảo cái này không ổn, phải lên hỏi quản đốc, phải lên đi học tập. Đấy là chúng ta làm sao nghĩ. Và nó đây câu chuyện, cái này nó là câu chuyện tích lũy của lượng và chất. Nếu như chúng ta nhìn đủ, chúng ta ngẫm đủ, chúng ta nghĩ đủ, thì đến một ngày nào đó chúng ta sẽ ngộ. Thành thử ra là cái quá trình trên mà management đấy, tôi nói khi mà anh Thắng nói đến cái chữ ngộ là chúng ta cái quá trình thay đổi, nếu mà chúng ta đưa từ bên ngoài vào thì chúng ta trong nội tại của chúng ta chưa tích lũy đủ được. Thành ra khi nói đến câu chuyện quản trị thay đổi, chúng ta luôn luôn nói rằng là chúng ta hãy đi từ bên trong, bởi vì trong quá trình đi bên trong là chúng ta tích lũy, và tích lũy càng nhiều càng tốt thông qua 4N nhìn ngẫm nghĩ ngộ, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ vỡ ra, chúng ta sẽ ngộ ra. Đấy là cái chia sẻ là 4 chữ N với cả các bạn, với cả cho anh Thắng ngày hôm nay. Dạ xin cảm ơn. Cảm ơn anh Tuấn Anh ạ. Vâng, tôi nghĩ là cái đấy rất là hay. Tôi nhớ đến cái cuốn của ông thầy tôi, thầy Tôn Thất Nguyễn Thiêm, đấy có một cuốn sách tên là Ngộ, đọc rất là thú vị. Vâng.
trong tình hình là trong cái chuyên ngộ đấy, thực ra nó có kinh nghiệm, nó có một khi chúng ta làm lean và làm kaizen chúng ta thấy nó có một số cái trường hợp nó kích hoạt chuyên ngộ kinh nghiệm, như thế một là viết xem, hai là 6 tổn thất, 3 là 7 lãng phí, 4 là quản lý trực quan. Chúng tôi chứng kiến rất nhiều các cái tình huống mà các lãnh đạo và quản lý mắt chữ O mồm chữ A sau khi mà nhìn cái VSM hiện trạng, sau khi mà nhìn con số về 6 tổn thất, sau khi mà nhìn thấy lượng hóa về lãng phí, và sau khi mà nhìn thấy cái số liệu nó trực quan nó trước mắt. Thường thường khi chúng ta nói về cái vấn đề về sản xuất thì liên quan đến cái phần vừa rồi anh Tuấn Anh còn nói đến chuyện về nhìn thấy cái sự cấp thiết cũng như là cái ngộ đấy, hoặc là cái nhìn đặc biệt là cái bắt đầu từ cái nhìn ấy, thì tôi nghĩ cái chuyện đấy là một cái khía cạnh có thể cũng là điểm thú vị. Ở trong cái phần phần mà cái chúng ta nói là cái nhu cầu, chúng ta nhận thức cái nhu cầu thay đổi từ bên trong ra bên ngoài vào, thế thì cái câu hỏi dành cho anh Tuấn Anh là nếu thế thì theo kinh nghiệm của anh thì rõ ràng trong trường hợp đấy nó cái cơ hội thay đổi nó bị ảnh hưởng bởi cái khả năng của doanh nghiệp có thể cảm nhận được các bản thân các biến động từ bên trong cũng biến động từ bên ngoài phải không? Dạ chính xác. Tức là người ta bản thân cái hệ thống quản trị của doanh nghiệp cần phải có cái cơ chế sensor nào đấy. Dạ. Nếu thế thì cái gì nó có thể là cái chỉ thị, hoặc là cái gì nó có thể làm cho mình biết được và mình có thể cải thiện cái độ nhạy của cái sensor đó. Tại vì cái này nhớ lại cái câu chuyện nó trước anh Han anh chia sẻ đấy, thì cái division của anh ấy thì triển khai cái đối sách đối với vấn đề về quản trị rủi ro đối với tình huống đấy nó sớm. Tập đoàn thì không chưa làm, tập đoàn triển khai sau 2 tháng rưỡi. Thế thì tôi nghĩ là chắc chắn là nó phải có cái yếu tố nào đấy mà mình có thể nhìn vào và mình có thể thấy được cái chỉ dấu và cái năng lực của cái chuyện về cảm nhận cái biến động xung quanh, và từ đó thì nó kích hoạt cái nhu cầu thay đổi từ bên trong, hoặc là nó nhận biết được cái áp lực thay đổi từ bên ngoài. Cái đấy thì nó sẽ có một câu chuyện ở những cái tập đoàn lớn thì bao giờ họ cũng làm những cái câu chuyện đấy, nó gọi là tôi không nhớ là cái thuật ngữ nó cụ thể như nào, tức là nó là câu chuyện này nó gọi là future thinking, tức là nó sẽ đặt ra là ví dụ như là nó sẽ có một hôm hai ba hôm tất cả các ông đánh tập đoàn mời những người coi như là ở đây thì nó câu chuyện tôi chia sẻ một cái câu chuyện để kể chuyện này, tức là ở các cái công ty tư vấn lớn ấy, nó có câu chuyện nó gọi là cái mega trend, tức là bây giờ là các công ty lớn như là EY rồi Pricewaterhouse các thứ nó có câu chuyện mega trend, nó sẽ có những cái ban, nó có thuê rất nhiều người ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đấy, ví dụ như là bây giờ là EY chẳng hạn là họ có thể mời 100 ông đủ các loại từ nhà văn, nhà thơ, và các ông ngồi lại với nhau và ông nói với cả EY rằng là thế thì 50 năm nữa là cái xã hội này nó như thế nào? Những cái gì nó vận hành? Và tất cả những người đấy là những người rất là giỏi và hơi điên rồ một tí thì sẽ đưa ra rất nhiều và sẽ vẽ ra một cái tương lai của 50 năm cho EY. Thế thì khi mà xã hội chúng ta, khi họ nhìn được cái xã hội 50 năm thì bắt đầu họ sẽ biết được rằng là sản xuất như thế nào, buôn bán như thế nào, các thứ vân vân, và người ta sẽ nhìn được cái xu hướng kinh doanh để nó phục vụ cho cái đấy thì chúng ta gọi là mega trend. Thế còn những đấy thì tất là những cái lớn đấy. Còn cái thứ hai nữa thì tôi nghĩ rằng là đối với cả các doanh nghiệp như chúng ta thì cái việc mà chúng ta nên để dành những cái thời gian chúng ta đi lắng nghe rất nhiều đấy. Ví dụ như hôm nay là rất là vui có anh Thắng tham gia. Thì như vậy anh Thắng là một cái người là rất là giỏi về fintech, về đổi mới sáng tạo, về công nghệ. Thì những cái ý của anh Thắng rất là quan trọng. Thì khi tập hợp những nhiều ý kiến của các anh Thắng lại với nhau, của những chuyên gia sâu của anh Thắng nhau, thì từ từ chúng ta sẽ đến lúc đó chúng ta tích lũy đủ về lượng thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng là những cái xu hướng của chúng ta nó sẽ như nào. Ví dụ như tôi nhìn này, đại dịch xảy ra rồi, tôi nghĩ rằng các cái nhà máy khu công nghiệp ấy, nó sẽ không còn tập trung ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương nữa. Nó sẽ đưa đến câu chuyện là mô hình phân tán. Thế thì bây giờ là cái hậu của Covid thì các khu công nghiệp nó sẽ như thế nào? Rõ ràng bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là cái việc mà tập trung hàng triệu công nhân như ở Bắc Giang, Bắc Ninh, vấn đề tức là như vậy là nó sẽ câu chuyện là gì? Lúc đấy sẽ có khả năng là các cái khu công nghiệp sẽ bị xé ra và giữa các khu công nghiệp nó sẽ nối với nhau bằng các cái đường cao tốc, bằng logistics. Thành ra là có thể những cái doanh nghiệp, những cái tỉnh ở tại miền Trung có thể là cái miền đất hứa, bởi vì là chúng ta thấy rằng là đại dịch rồi. Và tôi nghĩ rằng đại dịch này, ngày hôm nay tôi chia sẻ, năm ngoái khi mà tôi bắt đầu đại dịch, tôi nghĩ rằng là đại dịch này nó kéo dài mấy năm. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay tôi đang ngồi đây, tôi nghĩ rằng đại dịch này kéo dài ít nhất 5 năm. Chúng ta không xử lý nó một cách ngắn gọn được đâu. Nó sẽ như là một cái bóng ma, nó sẽ đi với chúng ta đấy.
thế nào chúng ta sẽ phải có những cái mô hình để chúng ta, thì đấy là những câu chuyện về của tương lai. Thế thì ở đây thì tôi cũng lại kể một cái câu chuyện nữa, cũng lại hơi dài dòng một tí. Cái lúc mà tôi học cái chương trình MBA thì cái ông giáo Ấn Độ nói chuyện này, có một tập đoàn của Ấn Độ, thế thì tuyển cái người kế nghiệp của ông tổng giám đốc, tuyển trả lương rất cao. Thế thì cái việc mà bạn ấy làm trong vòng một tháng ấy, là hàng ngày đọc báo và tổng kết những cái ý rất là quan trọng trong tổng giám đốc. Thế thì ông tổng giám đốc, cái cậu ấy vào, cậu bảo tháng rồi cậu chán, cậu bảo ông tổng giám đốc là tôi vào đây tôi làm muốn tài chính ABCD, là sao ông làm một công việc rất vớ vẩn là đọc báo. Ông bảo thực ra là cái việc rất quan trọng, bởi vì cái người mà lãnh đạo ở công ty mà ở cái cao nhất công ty lớn ấy, là quan trọng là nhận biết ra xu hướng, và những cái xu hướng đấy nó thực ra nó không phải là nó có ngay đâu, mà nó là những cái mảnh ghép, nó là những cái lát cắt của rất nhiều thứ. Thì cái việc mà ông mà tôi đang bắt anh đọc báo là tôi đang rèn luyện một cái kỹ năng gọi là khó nhất và gọi là sâu sắc nhất của người tổng giám đốc, là nhận biết thông tin, thu thập thông tin và kết nối thông tin để nhìn thấy được một bức tranh mà những người khác không nhìn thấy được. Đấy là những cái điều mà chia sẻ với cả Thắng và các bạn. Ok. Cảm ơn anh. Và nếu có hôm nào có tiện, có khi anh review một số cái báo nên đọc ở trên nhóm, ông nghĩ cũng là một cái thực ra thì tôi nghĩ là có những báo này tôi có thể chia sẻ luôn. Rất rẻ. Thứ nhất là tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Đấy là cái thứ nhất. Tờ thứ hai là tờ Nhịp cầu Đầu tư. Và tờ thứ ba là tờ Forbes. Tức là có ba tờ đấy. Và các anh chị chi phí để mua ba cái tờ đấy trong vòng một tháng đâu đó nó rơi vào tầm khoảng độ 500.000. Có giá hành Forbes. Tức là Nhịp cầu Đầu tư, Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Forbes và Nhịp cầu Đầu tư và Thời báo Kinh tế Sài Gòn. Cảm ơn anh. Và tôi nghĩ là hôm nay chúng ta có cái phần trao đổi, phần chia sẻ rất là tổng thể về một cái chủ đề mà tôi cho rằng nó rất là quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất trong việc cải tiến tại, và cải tiến thì nó lại quá quan trọng trong giai đoạn này đối với chúng ta. Thế thì tóm lại là nó rất là quan trọng. Thế thì chúng ta có khuôn khổ, và cái quan trọng là cái khuôn khổ đấy nó mang tính dẫn dắt. Còn trong tình huống cụ thể thì chúng ta sẽ phải xem xét, cũng như các cái buổi trao đổi khác thì nó có thể cho chúng ta một số cái gợi ý về giải pháp, nhưng mà có lẽ là ở nhiều khía cạnh khác thì nó quan trọng ở chỗ là nó cho chúng ta các câu hỏi. Tại vì nếu chúng ta tiếp tục chúng ta đi trả lời các câu hỏi, có thể nó dẫn chúng ta đến một cái con đường riêng của chúng ta, con đường riêng của doanh nghiệp. Và trước khi chúng ta kết thúc cái phần này về nội dung chia sẻ, nếu mà rất là ngắn gọn, từ 1 đến 3 ý mà anh Tuấn Anh muốn chốt lại ngày hôm nay và muốn mọi người mang về, thì anh có thể chia sẻ. Tôi nghĩ là chỉ có 3 ý. Thứ nhất là sự trên là bắt buộc và chúng ta phải chấp nhận nó. Đây là điều thứ nhất. Và nếu mà như vậy thì chúng ta nên là làm càng nhanh càng tốt. Tại vì là nếu mà chúng ta cái gì đã bắt buộc rồi mà làm chậm thì nó càng ngày nó càng tổn thất thôi. Và quan trọng cái thứ ba nữa là khi mà thay đổi chúng ta nên đi chung với nhau. Thì ít ra thì nó có cái tai họa gì đấy thì một cái cộng đồng thì nó sẽ dễ dàng là chúng ta có thể xử lý được. Ít nhất là trong cộng đồng này mấy trăm anh em chia sẻ, chúng ta có thể học được nhau rất nhiều. Đấy là ba ý rất là quan trọng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh Thắng với các bạn. Cảm ơn anh Tuấn Anh. Và một cái phần chúng ta khép lại cái phần trao đổi rất là thú vị. Và tôi nghĩ là một lần nữa nhắc lại, và nó cũng không thừa, đấy là trong cái phần về cải tiến và thay đổi ở trong doanh nghiệp sản xuất thì chúng ta không chỉ tập trung vào các công cụ. Kinh nghiệm cho thấy rằng là các thất bại nó không đến từ thất bại công cụ. Tại vì các cái công cụ đấy nó không quá phức tạp và không quá cao siêu để chúng ta có thể học, chúng ta có thể thực hành. Chính cái vấn đề về tâm lý con người mới là cái khó khăn mà chúng ta phải chinh phục. Và đấy là cái yếu tố mềm. Và hôm nay chúng ta trao đổi về quản lý thay đổi, chúng ta nói về các cái khuôn khổ nó gắn với các cái cơ cấu, gắn với các cái yếu tố về môi trường, về đất. Như tôi rất thích cái từ đất mà anh Tuấn Anh nói. Và nói đến vấn đề về cái cơ chế tác động, động viên, tạo động lực đối với các nhân sự. Và với cái phần đấy thì cũng mong là những cái thông tin chia sẻ nó gợi mở cho chúng ta những cái hướng mà chúng ta có thể quay lại, chúng ta rút kinh nghiệm với các cái chương trình cải tiến của mình, và nó sẽ tạo cho chúng ta cái cơ hội thành công cao hơn và đạt được cái kết quả tích cực hơn trong các cái chương trình tới ạ. Và với cái phần đấy tôi xin phép được kết thúc cái phần trao đổi chuyên môn ở đây, nó cũng một lời và chuyển giao lại phần điều phối cho nhóm điều phối. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Thắng ạ. Trước khi làm thủ tục kết thúc buổi thảo luận thì xin mời cả nhà chúng ta cùng mở camera lên để có thể nhìn thấy nhau lâu hơn một chút được không ạ?
Nhóm điều phối vẫn đang chờ các anh chị mở camera lên ạ. Dạ vâng, cảm ơn cả nhà. Xin chào và xin cảm ơn các anh chị.